Anh đi bao nhiêu tháng là lái cũng tầm dần theo. Chuyện đó quá rồi, đã qua đánh đầu chúng em cũng không còn. Hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca. Thôi mày muốn nói gì thì mày nói luôn đi. Hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca, hiền đệ, đại ca. Mày bị làm sao đấy, mày không chịu thua anh được một lần à? Hiền đệ. Đại ca. Đại ca. Mày nói một lần nữa mày tin tôi đấm vỡ mồm mày không? Hả? Đại ca trả tiền cho em. Tiền nào? Tiền trong bài hát em vừa hát ở đoạn trên đấy đại ca. Ôi. Cái gì đấy đại ca? Trật tự. Đấy. Đấy. Cái gì đại ca? Anh đang tìm. Thôi mày đừng đòi tiền nữa, để anh tìm. Anh tìm cái gì đại ca? Anh tìm đàn em năm xưa của anh. Bọn nó đâu? Hôm nay có biết là anh về không mà không ra đón hả? À? Chim cơ tia đâu, sao không ra nghiêng cánh chào đón anh hả? À? Anh tìm chúng nó để làm cái gì? Thế anh hỏi mày nhá, anh là ai? Anh là chúa Sơn Lâm. Đúng. Anh nói có người nghe, anh đe có người sợ, mà anh nợ là chúng nó phải trả cho anh. Mày cứ gọi chúng nó về đây, rồi anh lấy tiền anh đưa cho mày, mày mang đi trả nợ. Thế là xong đúng không? Hỏng, 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 hỏng rồi. Coi như em mất trắng rồi. Em mất tiền trắng rồi. Sao lại mất trắng? Hả? Anh ơi, đàn em của anh bây giờ còn ai đâu? Sao lại không còn ai? Từ khi anh ra đi, trật tự khu rừng đã thay đổi. Loài người vào đây xâm chiếm, rơi núi, lấp sông, bắt tất cả các loài động vật quý hiếm rồi. Con nào ăn được loài người ăn, con nào lột ra được loài người lột ra, con nào không ăn được, không lột ra được, loài người bắt về huấn luyện, mua vui cho loài người. Anh em muôn loài sợ hãi, trốn chui, trốn lùi, mỗi người một nơi. Nghĩ nó khổ lắm mình. Anh em nó tàn mạn đi khắp nơi, nghĩ nó buồn. Giờ đây chẳng còn ai, rừng xanh này còn mỗi em thôi. Loài người đã săn bắn nhiều ngày qua, lũ hươu và nai nó lấy cả rừng, đến phân của voi cũng hốt về trồng rau, rồi những loài lông vũ họ mang về quán đem thui, rồi đem chấm nước mắm làm từ cà, bắt luôn cây tơ, bắt nốt cây vòi, bắt luôn cây hương về làm bảy món. Thôi mày đừng kê làm anh chảy dãi cả già. Ở tù bao lâu mà anh chỉ ăn các cám lợn. Chu Kiên vài món anh ăn cho vui mồm, kiếm đâu bây giờ thức ăn chẳng có bây giờ. Anh muốn chi toàn là lá và hoa, nhưng tháng ngày qua bọn em toàn cấm rồi nộp. Nộp về bàn doanh người xưng là vua núi rừng. Trung giam nhầm lúc anh đây đang đi tù, kéo quân xâm lược dắt anh tìm no, anh cào anh câu anh vào anh sâu xé lấy. Đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Đi xuống.
Con nào lén không đấy? Nó vừa ngã dưới cái đảo. Ngã trên bồn quá. Chào lên nó lên Ngọc cứ đảo luôn. Đi vào đi. Chưa không? Tí mày thay áo cho xuống nhà. Hello, sư mẫu. Bố ơi, chơi thì chơi từ. Vừa lại chơi rồi đấy. Đi đây chơi từ này đâu? Không. Ông lên đấy á. Cũng nhớ là không lên đấy đâu. Lọc xuống nhà thì cho đi ngủ. Và đi tất đi xuống nhà, hẹn chân để hóa hết. Mặc chân chân ở phòng. Thank you.
Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đây. Xong chưa? Công ty nó nhiều khi phải nhảy chéo, mình lên bậc, lên lương, lên chức rồi à. Thằng Tuấn nhảy FPT mình nhảy ra nhảy vào 4-5 lần, lần nào lên toàn lên bậc lương, lên chức, lên chức. Mình đang làm nhân viên thì nhảy lên làm sếp khó, phải đi ông đi chỗ khác về dễ hơn, anh em được cạnh tranh, được danh tị. Thì thằng này đang từ nhân viên vượt cả phó phòng lên trưởng phòng luôn, nghe cũng khó. Nhưng đang bảo là đang trưởng phòng công ty kia, đang trưởng phòng công ty này, dễ. Nói chung là bay nhảy tí. Chung tầm trên 30 đi làm công ty thì là ngon rồi. Đôi chục thì nhiều khi là lâu dài thì là vượt bí, có 30 thì là thì các vẽ vời như đó thì chắc cũng chỉ đến được khoảng tầm 50 thì cũng hết đất, chứ đi đâu ra thêm được nữa. Nếu như kinh doanh ninh giấc thứ thì thì chỉ cần đến 50 đâu và kể cả không 30 cũng làm đều 30 như thế là mãi là cũng được, cũng ngon, chả phải đến cuối đời cũng làm được chục năm là cũng ngon lành rồi. Chục năm 30 là ngon, tầm đôi chục kiểu như là sau lâu dài rồi 4-5 năm nữa thì hơi bí. Ba chục là ngon rồi, mình nghĩ ba chục nhanh hết tháng lắm, mình làm có mấy buổi hết tháng ngay. Một năm là 14-15 tháng lương. Năm kiếm 15 tháng lương. Một năm là 15 tháng lương. Năm kiếm 4 lít, mình ăn tiêu chất bóp thì tháng năm ăn hết được 100 triệu thì bao nhiêu? Vợ đi làm. Năm tháng lương là 4,5. Vợ đi làm nữa, vợ năm để ra được 100 triệu nữa thì năm ra đời dư được 500 là nhiều rồi. 3-4 năm là có vài tỷ đấy, xây nhà nhất từ đàng hoàng ổn định. Thì bảo giàu thì vẫn đi làm công ty công sở cả 4-50 cũng giàu được, khó. Khả
khá giả, ăn tiêu dư giả, cuộc sống không thiếu thốn, thích gì ăn đấy là được. Chứ bảo năm kiếm một năm lít thì phải hôi giàu. Ăn tiêu chắc bóp để dành thì chắc được. Ăn tiêu thoải mái sông sênh ra thì để đôi ba lít thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu. Kiểu như các thằng Thắng, Nghệ An, Hà Tĩnh gì đấy, như nó cất tầm nó cũng 40-50 cái gì mà sống cuộc sống ổn định ở quê tư thế là ngon đúng không? Nó cũng chẳng bon chen, cũng chả xác định làm giàu làm nước gì cả, mày sống ở quê thế là cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng bỗng một khi ra Hà Nội gái vậy thì 40-50 của mình đéo đâu vào đâu. Thuê nhà thuê cửa đã dành được 5-7 năm mua cái nhà rồi hết. Chưa tính mua xe. Quê xa để mua cái xe thế thì phấn đấu được 10-20 năm xong thì cũng hết đời bố ở đâu nhá. Nhà quê đó thì ngon, quê đó 40-50 thế là ấm quá. Nào ăn phận thủ thường cái thứ thì trả bon chen sống tăng tăng thế mà chiến đấu làm gì phải suy nghĩ. Tứ tấu giàu hơn chút thì cứ vậy lên chính, nhưng mà chỉ có nhà giàu đúng nghĩa giàu thực sự kia là kẻ khá giả thì mới là phường phát âm. Tức là có 8 cây. Và cái chuyện mà nhà giàu đám ma người ta thuê giả bắt âm về, nó bình thường như là cái chuyện mà bữa cơm phải có rau vậy. Đấy, cho nên là nếu như bữa cơm mà không có rau thì chả khác gì là nhà giàu đám ma mà không có nhạc. Đấy là cái nghĩa thông thường người ta hiểu. Dạ, tuy nhiên, với những nghiên cứu nhiều năm của tôi phát hiện ra rằng là hóa ra cái câu này các cụ của chúng ta còn ẩn ý nhiều cái ý khác nữa. Nói thế nào ạ? Bây giờ tôi hỏi anh, nói đến rau. Vâng. Anh nghĩ đến những rau gì? Rau muống. Muống. Mướp đấy, là rau đáy. Rau đáy. Rau cải. Rồi thì dưa, cá, dưa, các kiểu. Dưa, cá, rồi. Dạ vâng. Anh cho vào miếng dưa vào mồm, anh nhai đi. Cho tôi chấm nữa chứ. Dạ vâng, anh chấm. Dưa hay cả? Tùy anh. Nhà tôi là cả dưa cả cải đấy. Anh solo, anh song tấu luôn cả hai cũng được. À. Dưa cả rồi. Anh nhai đi. Rộp. Tiếng gì phát ra? Tiếng rộp phát ra. Đấy, vấn đề nó là chỗ đấy anh ạ. Tại vì sao? Khi anh ăn rau ấy. Vừa tới tầm ngon lắm, giáo sư làm cái. Thôi cảm ơn anh, tôi đang nói chuyện cũng không ăn dưa cả ở đây. Anh thấy không? Là khi nhai rau ấy, là miệng của chúng ta phát ra tiếng động. À, chính xác, chính đấy. Xác, vâng. Anh à, tôi tưởng tượng khi mà tôi gắp miếng dưa cà tôi nhai rộp thế là tất cả mọi người nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Nhìn thì có, nhưng ngưỡng mộ thì chưa chắc nhé. À, vâng. Mà còn nhiều anh là nhai còn há mồm cơ, là lúc ấy là như nhạc cụ cắm thêm loa, tiếng nó vang vọng sâu dày lắm. Dạ vâng. Thế nhưng anh có để ý là gì không? Là một miếng cơm ấy, dù bên trong nó có thịt, có cơm, có kiểu gì chăng nữa, nhưng nó nếu mà không có rau ấy thì không ai biết là anh đang nhai cả. Vì nó có phát ra tiếng động đâu. Đúng. Vâng ạ. Thế nên là phải có rau thì người ta mới hiểu rằng là anh này đang có cái ăn đấy. Tại vì rau nó phát ra tiếng. Thế nó liên quan gì đến cái việc kia? Giờ tôi hỏi anh, nhà giàu có tổ chức đám ma linh đình đến mấy mà không có nhạc thì làm sao thiên hạ biết là nhà đấy có đám ma? Vâng. Đấy, thế nên là cái việc cái nhà giàu mà tổ chức đám ma có thuê nhạc cộng với cái việc là ăn rau phát ra tiếng kêu ấy, nó chỉ đơn giản là gì? Một dạng quảng bá. Đấy mới là cái nghĩa sâu xa của cái câu này. Hay quá giáo sư ạ. Đúng là chỉ có giáo sư mới nghiên cứu ra những tầng ngữ nghĩa như thế này. Vâng. Chứ tôi chỉ mộc mạc ở cái kia thôi. Vâng. Vâng, bạn Xuân Hiếu thân mến, qua cách trả lời của giáo sư thì ý giáo sư muốn nói rằng cái chuyện mà bạn ăn rau giống như nhà giàu đám ma mà có nhạc. Đúng rồi, bình thường. Khoe được cái gì thì mình khoe ra. Khoe chứ. Cho nên là nhai to cỡ nào được là cứ nhai. Rồi. Nuốt ực một phát. Thôi giáo sư. Vâng. Và nuốt ực một cái thật to, miễn là làm sao để cho mọi người chú ý đến mình. Đúng không ạ? Dạ. Cứ thoải mái lên, mạnh dạn đi, ăn uống làm sao không cần các cụ nói là ăn trong ngồi trong hướng, bỏ cái câu đi, nhai cho nó to vào. Vâng. Cho cuộc sống nó đỡ bế tắc. Vâng. Đúng không ạ? Cũng được. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vâng. Bạn có tên gọi là yêu phim, câu hỏi yêu phim. Yêu phim. Tức là phim chuyện, để chúng ta xem. Thưa giáo sư, em xem phim
Endgame, biệt đội báo thù không không của Marvel. Của Marvel, ở đây chính xác luôn. Vâng. Em xem phim Endgame của Marvel, em rất thích các nhân vật siêu anh hùng. Vậy em xin hỏi giáo sư, vì sao Thanos lại màu tím? Thực ra ấy, Thanos là một nhân vật rất tội nghiệp. Nói thế nào ạ? Anh xem là cả phim có bao nhiêu siêu anh hùng, bằng đấy người tập trung vào đánh Thanos. Thế thì rõ ràng là bạn ấy đang hỏi về Thanos, không phải hỏi về siêu anh hùng đâu. Tại sao Thanos lại màu tím? Vì sao ạ? Vì anh ấy giận. Giận ai ạ? Giận tím người. Giận tất cả vũ trụ. Sao lại thế ạ? Anh tưởng tượng như này là, đấy, ngay trong phim, đến lúc anh ấy lớn lên, bao nhiêu siêu anh hùng tập trung vào đánh anh ấy. Vâng. Nhưng tôi cũng có nghiên cứu về anh Thanos, thì tôi mới phát hiện ra là hóa ra anh ấy có một tuổi thơ rất buồn. Dạ, sao ạ? Ngày xưa ấy, khi anh Thanos học ở trường trung học phổ thông cơ sở vũ trụ ấy, là học cùng với rất nhiều các cái anh chị khác nữa. Vâng. Trong vũ trụ. Vâng. Anh Thanos thì hiền lắm, lúc ấy chỉ là một cậu bé cũng hơi to béo một chút thôi. Vâng. Cũng không có gì gọi là quậy phá cả. Thế nhưng lại bị bạn bè bắt nạt, chết không, đánh đấm suốt ngày rồi bắt nạt. Thế là cái trò bắt nạt, những kỳ thị, những cả trêu chọc trong trường là ở đâu cũng có, và nó sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề về sau. Dạ. Một là sẽ những cái người bị bắt nạt họ sẽ trở thành tội phạm. Dạ. Hay như anh Thanos này, cuối cùng anh ấy giận quá, anh ấy quyết chí là ăn uống thật nhiều, rồi đi tập gym, rồi tập võ, rồi tập đủ kiểu. Dạ. Cuối cùng càng ngày anh càng đô lên. Dạ. Xong anh có thêm được 5 viên đá nữa. Dạ. Là anh hội tụ sức mạnh, có thể búng tay một phát là sức mạnh vô song. Dạ. Và từ đó là anh đi đánh nhau khắp vũ trụ luôn để trả thù vì ngày xưa bị bắt nạt. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư. Thật đúng cái ý tôi định nói. Thế này, đặc biệt là các bạn nhỏ, nếu theo dõi chương trình thì các bạn nhớ rằng là cái bạo lực học đường ấy, bây giờ đang là hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người. Không chỉ các bạn nhỏ, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo mà toàn xã hội. Bởi lẽ nếu như mà chúng ta coi đó là chuyện trẻ em, đúng, mà chúng ta không can thiệp kịp thời và đúng cách ấy, thì đôi khi sẽ xảy ra rất nhiều những điều đáng tiếc sau này. Đấy. Nó có thể là tạo ra một vùng ức chế trong não bộ của người bị bắt nạt. Nó có thể cũng tạo ra những cái thói quen bắt nạt của những cái người đang bắt nạt. Đúng. Rồi sau này với cái vùng ức chế đó thì lớn lên, những cái người bị bắt nạt dễ bị có cảm giác mình ghét bỏ cả thế giới hoặc cả thế giới ghét bỏ mình, và dẫn đến những cái hiệu quả khôn lường, đi trả thù. Vâng, ví dụ như anh Thanos này là một anh Thanos là một ví dụ tiêu biểu. Vâng, đấy. Vâng. Thì bạn yêu phim thân mến, Thanos bị màu tím bởi vì là anh ấy giận tím người, giận cả vũ trụ. Đó là câu trả lời của chúng tôi. Thực ra đó mới chỉ là một phần câu trả lời. Theo những nghiên cứu của cô lại phát hiện ra là vì sao anh Thanos màu tím. Thế vì sao ạ? Trong các cái thiết kế trang phục của phim là hết màu rồi. Dạ, sao anh thử để ý xem nhé. Dạ. Cái phim siêu anh hùng nhá, các cái màu đẹp là các anh khác lấy hết rồi. À, đúng cái rồi. Màu hơi có tí vàng đồng lại cộng với tí màu đỏ đun ấy, thì là anh người sắt anh lấy rồi. Vâng, Iron Man. Có cái màu xanh nhìn rất nhã nhặn là màu xanh lá cây thì anh người khổng lồ xanh anh lấy mất rồi. Anh húc. Bây giờ đến cái màu xanh da trời thì anh đội trưởng Mỹ anh lấy mất rồi. Vâng, đúng rồi. Cái màu thâm trầm là quá phụ đen thì họ lấy mất màu đen rồi. Đúng rồi. Đấy, còn lại nói chung là tất tần tật những cái màu hay ho là đều bị các nhân vật lấy hết rồi. Vâng, vâng. Bây giờ là có thêm anh Thanos thì lấy màu gì? Dạ. Thế là cuối cùng cả đoàn quyết định lấy màu tím. À. Thế màu tím thì xong rồi về sau anh ấy cứ tô đậm thêm tí nữa cho nó nhìn mọi người nhìn nó dễ nhận ra. Dạ. Thế từ đấy là anh ấy có màu tím. À. Chả có ý gì cả đâu. Vâng. Chỉ đơn giản hết màu chọn màu đấy thôi. Dạ, vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Bạn yêu phim thân mến, còn một lý do nữa đó là hết màu rồi thì nhuộm anh màu tím. Vâng. Và để chứng tỏ rằng là anh ấy cũng giận cả thế giới, giận cả nhân loại. Đó chính là câu trả lời đầy đủ của chúng tôi. Không, chưa thấy đầy đủ nữa. Chưa ạ? Chưa. Thế giáo sư phải nói chứ, tôi cứ tưởng xong rồi. Khổ quá, tôi đã nói với anh rồi là cái câu trả lời của tôi bao giờ nó cũng nhiều lớp lang, nhiều tầng nghĩa. Xin mời giáo sư. Vừa rồi chúng ta chỉ bàn về Thanos thôi, chúng ta bàn về bạo lực học đường. Vâng. Bàn về Thanos tại sao chọn màu tím. Và thêm một ý nữa là gì? Anh có để ý người này trên Facebook không? Dạ, sao ạ? Có rất nhiều bạn lúc nào cũng nói là giận tím người. Đúng rồi. Chính là kiểu giận của Thanos ấy. Sao ạ? Giận tím người. Vâng. Và là gì? Là muốn trả thù cả thế giới, chỉ muốn búng tay một phát đã chết một nửa vũ trụ này. Dạ vâng, nhưng chúng ta không phải vậy, đấy là ảo tưởng thôi. Đấy là họ ảo tưởng đấy. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Giận thì hại thật, hại chính mình thôi. Vâng. Lại có một thông tin nữa rất là hay, thỉnh thoảng trên Facebook chúng ta thấy có những người mà giận cả thế gian, vâng, giận cả thế giới này, và có thể lúc đó người ta đang nghĩ mình là Thanos, nghĩ rằng mình có quyền năng ghê gớm mà búng tay cái là biến mất một nửa nhân loại. Nhưng mà đối với những người mà cứ ảo tưởng như thế, hoàn toàn khi họ nổi giận thì hoặc là gia đình sẽ tốn kém đi, phải mua cốc, chén, bát đĩa mới. Hai là chó mèo nhà bạn nó không an toàn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là hãy chuyển cái giận đó thành tình yêu thương, thành sự trẻ. Hãy chuyển cái giận đó thành sự yêu thương, thành sự đồng cảm, sự sẻ chia. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Đây sẽ là câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn gái. Vâng. Bạn tên là Minh Thu. Thưa giáo sư, chỉ còn một tháng nữa là em sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Yêu nhau bao năm, bọn em biết sớm muộn gì rồi cũng có ngày này. Nhưng không hiểu sao càng đến gần ngày cưới, em càng đọc nhiều về những quan niệm cưới xin xưa và nay. Điều làm em cảm thấy suy nghĩ nhất là hai câu ca: ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay xa. Tại sao hai câu ca này lại dùng để chỉ việc người con gái đi lấy chồng? Thế này, bạn Minh Thu ạ, cái việc chúng ta đã nghe ở hai câu ca là ai đem con sáo sang sông. Đúng. Cái từ sang sông ở đây là nó miêu tả cái kiểu là cái đám rước dâu trong đám cưới. Chúng ta có thể tưởng tượng ngay đây là một đám cưới ở trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà kênh rạch chẳng chịt, muốn đi đâu là người ta dùng thuyền, dùng ghe. Nhà chú rể là chèo thuyền sang, rước dâu xong lại chèo thuyền về. Nên là cái việc mà con sáo sang sông ấy là người ta có thể hiểu đấy là một cái cuộc rước dâu. Cuộc rước dâu. Thế nhưng mà là tại sao lại là con sáo? Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu ạ. Giáo sư nói đến đây là tôi hiểu ngay. Giáo sư cũng hiểu là với cái trình độ của tôi, không phải là tôi quá thông minh, nhưng mà tôi cũng là người có kinh nghiệm nghiên cứu. Thành ra là tôi hiểu ngay vì sao lại là con sáo. Vì sao? Anh Minh Thu thân mến, là bởi vì thế này. Cô gái ở nhà với bố mẹ và thỉnh thoảng bố mẹ đi làm thì cô là con gái, cô được chiều, cô không phải đi lại. Về nhà cô rất là buồn và cô lại là người thích chim, cho nên cô đã nuôi chim và cô lựa chọn con sáo. Thế khi mà cô là cô dâu sang sông thì bảo thằng em họ nó cầm cái lồng sáo đi sang để cô vui vẻ. Thế nhưng mà đến giữa sông thì thằng cô em nó lại mải ăn kẹo ăn chiếc gì đó, nó lại mở cửa lồng, con sáo nó bay đi mất. Chính vì thế nên nó có câu là ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng. Và cô gái đã đứng ở trên mạn thuyền mà quát thằng em là tại sao lại để con sáo nó sổ lồng như thế? Tại sao? Hả? Tại sao? Đấy, đúng không giáo sư? Anh nói chán chứ. Anh nói chán chứ. Sao tôi lại nói như thế? Tôi đến đây vì công việc mà. Thì chán cái gì ạ? Tôi có điều gì sai à? Anh sai hoàn toàn luôn. Thế tôi nói sai ạ? Khổ quá! Không phải là cô dâu nuôi sáo. Thế là cái gì ạ? Mà là con sáo đấy là cô dâu. Con sáo chính là cô dâu. Con sáo là cô dâu. Sao lại chú rể lại bệnh thế? Lại lấy chim làm vợ. Vâng, con anh làm sao chứ nhỉ? Tôi làm sao là làm sao? Tức là người ta ví cô dâu là như con sáo ấy. Ví von thôi. Ví von so sánh, nhân cách hóa, cường điệu hóa. Không, tên là sáo hóa, tại vì cô dâu mà. À, thế đây phải là cô dâu hóa. Không, sáo hóa cô dâu. Sáo hóa cô dâu. Vâng, chứ không phải là cô dâu hóa con sáo. Vâng. Thực ra là như thế này, tại sao phải lấy hình ảnh con sáo để ví với cô dâu? Vì sao? Bởi vì là gì? Các cô gái ngày xưa ấy, là như anh nói là cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà thôi. Bố mẹ nuôi, bố mẹ cho ăn, bố mẹ dạy học ăn học nói. Vâng. Giống như kiểu là dạy một con sáo vậy. Và những cái lễ giáo của gia đình nó giống như cái lồng nhốt kín con sáo ấy lại. Thế nên ấy là cái ngày rước dâu là chú rể mang con sáo sang sông. Đây thực ra chính là mang cô dâu sang sông. Thế rồi anh biết tại sao lại sổ lồng bay xa không? À, tôi biết rồi. Vâng. Mời anh. Vâng, bạn Minh Thu thân mến, đây nó là một câu chuyện buồn. Tôi buồn. Là bởi vì cô dâu sang sông lấy chồng, được ngày 1, ngày 2 mới phát hiện ra rằng là mình không hợp với chồng và không hợp với nhà chồng. Cho nên cô đã ly dị rất là nhanh. Cô ly dị rất là nhanh như là con sáo sổ lồng bay đi, lại tự do. Không phải, rồi sao lại vừa lấy nhau lại ly dị? Không, không. Sổ lồng. Không, cái câu sổ lồng bay xa này là nó là một cái nỗi lo, một cái câu hỏi để mở. Mà câu hỏi này của ai, nỗi lo này của ai? Của ai? Có nhiều giả thuyết. Vâng. Một là của bố mẹ cô dâu. Bố mẹ cô dâu lo rằng là gì? Là nay con gái của mình được nuôi dạy trong nhà mình bao nhiêu năm, nay nó sang sông, nó về nhà chồng, nó ở một môi trường mới, nó có hợp với nhà chồng không? Đúng. Nó có hợp với cách thức của sinh hoạt, rồi nói chuyện, rồi ăn uống của nhà chồng lắm. Nói chung là nhiều thứ. Đã. Thế thì cuối cùng là bố mẹ ở nhà là lo. Đã. Thứ hai, cũng có thể là một nỗi lo của một anh chàng đấy, trong cái làng đấy. Đã. Yêu thương cô gái này nhưng không có duyên để cưới, đành đứng bên bờ sông, nhìn người yêu của mình được rước đi và lo rằng là gì? Cô ấy sẽ như con sáo, sổ lồng bay xa mãi, không biết rồi cuộc đời cô ấy sẽ ra làm sao. Vừa lo cho người yêu, vừa buồn cho bản thân mình. Thế nên là sổ lồng bay xa thì đời nào con sáo mới chịu bay về. Đúng. Vì tôi cũng phải xin lỗi giáo sư. Vâng. Đúng là phân tích như giáo sư mới đầy đủ. Chứ nói như tôi, nó bị hồ đồ và nó không chính xác. Lõm bõm lắm. Dạ vâng. Hớt váng. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Vâng. Bạn Minh Thu thân mến, chúng ta đã có phân tích về hai câu mà bạn đã hỏi. Và hy vọng rằng đám cưới sắp tới của bạn là niềm vui của hai dòng họ, của những người thân thiết. Và hy vọng rằng bạn không phải là một con sáo sang sông trong nỗi buồn của một anh chàng nào đó yêu thầm nhớ trộm. Ừ. Hay là sự lo lắng của một người không quen ở với nhà chồng. Vâng. Mà bạn sẽ có một người chồng yêu thương bạn, và người nhà chồng cũng rất là yêu thương bạn, để bạn có một gia đình hạnh phúc.
chứ không phải là con sáo nào đó sổ lồng của mấy đi. Cái đó thì anh có thể yên tâm. Dạ. Các cô gái ngày nay không phải như các cô gái ngày xưa đâu. Dạ sao ạ? Họ đã bay nhảy từ sớm rồi. Dạ. Đi đó đi đây hiểu rộng biết nhiều chứ không phải là con sáo trong lồng nói cho người được dạy đâu. Vâng, vâng. Thậm chí bây giờ là các cái câu ca ngày xưa bố mẹ cô dâu còn sửa lại là may sao con sáo sang sông, nhà mình thoát nạn là khổ nhà chồng thôi. Vâng, chưa giáo sư. Thế thì bây giờ không còn là con sáo nữa. Vâng. Mà các cô gái bây giờ là đại bàng. Vâng, đại bàng. Chim ưng, chim cắt. Vâng. Vâng. Loại chim săn mồi rồi, không phải con sáo nữa. Nhà chồng cứ liệu hồn. Dạ, vâng. Vâng. À, xin cảm ơn giáo sư. Nếu quý vị và tất cả các bạn muốn nói gì thì nói. Có rất nhiều câu ca, có rất nhiều cả ca dao tục ngữ ngày xưa chỉ đúng với những cái tình huống mà cuộc sống ngày xưa bây giờ đã có thay đổi. Tức là cô gái hoàn toàn có thể chủ động học tập nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, mở mang cuộc sống trong xã hội nhiều hơn để có thể chủ động cuộc sống của mình. Và nếu có là con sáo thì là một con sáo đầy tự do trong bầu trời yêu thương của mình, chứ không phải là con sáo sổ lồng bay đi trong một nỗi buồn nào đó và ở một chân trời vô định nào đó. Xin chúc bạn Minh Thu có một đám cưới đẹp như mơ, cuộc sống hạnh phúc, bình an, viên mãn. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi giáo sư. Chưa trả được vội, bởi vì là tôi vẫn còn một cái câu nữa. Câu nữa? Vâng, còn một câu nữa. Nhưng mà câu đấy là câu của cá nhân tôi. Bởi vì là có nhiều người là xem chương trình xong thì lại hỏi tôi là nếu bây giờ hỏi những câu bất ngờ thì liệu giáo sư có trả lời được không? Tôi chấp tất cả các loại bất ngờ. Xin lỗi quý vị, coi như tôi chưa nói kết chương trình. Bây giờ sẽ là nhân dịp nói về chim, nhân dịp nói về sáo. Tôi xin hỏi giáo sư một vài câu về tướng mạo con người được không? Được, tôi sẵn sàng. Giáo sư sẵn sàng ạ? Rồi, tôi sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu. Vâng. Đàn bà tốt tóc thì sang, đàn ông tốt tóc chỉ mang nặng đâu. Xin lỗi giáo sư. Sao ạ? Câu đầu tiên tôi nó vô tình thôi, tôi không có ý ám chỉ giáo sư đâu. Anh hỏi câu tiếp đi. Đàn ông miệng rộng có tài, đàn bà miệng rộng biết tai xóm làng, người khôn con mắt đen xỉ, người dại con mắt nửa chì nửa tháo, đàn ông không dâu bất nhì, đàn bà không nhũ lấy gì nuôi con. Giáo sư nhìn rất ngáo ngơ, còn hơn tiến sĩ vừa khờ vừa hâm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với chương trình, chúng tôi luôn mời đến trường quay một người có thể nói là cực kỳ uyên thâm trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của quý vị, đó chính là giáo sư Cù Trọng Xoay. Vâng, xin chào giáo sư. Vâng, chào anh. Vâng, chúng ta đánh nhau cái nhỉ? Sao lại đánh nhau? Thì đánh nhau thôi, tôi muốn đánh nhau với giáo sư đấy. Đây là để hỏi đáp thôi chứ anh lại... Tôi không đánh nhau đâu. Mình lớn thì đánh nhau làm gì? Tôi chỉ muốn đánh nhau với giáo sư để xem là sức khỏe giáo sư thế nào thôi ạ. À, anh hỏi tôi sức khỏe gì? Vâng. Thì tôi cứ nói thẳng lên tới đâu đấy anh. Đánh nhau tôi khỏe. Vâng. Nhưng tôi dùng sức khỏe của mình cho việc khác, không phải cho việc đánh nhau. Đương nhiên. Xin hỏi giáo sư là giáo sư khỏe và giáo sư dùng sức khỏe cho việc gì? Bấm. Bấm. Sao giáo sư lại có thể dùng sức khỏe cho việc tắm ạ? Anh không biết đâu. Dạ. Chứ cái việc tắm, dạ, nó hay lắm. Vâng. Nên là tôi dồn hết năng lượng cả một ngày trời. Tôi làm việc rất cầm chừng, tiết kiệm năng lượng để tôi dồn toàn bộ năng lượng vào cái lúc tôi tắm. Sao lại thế ạ? Tôi đang rất là băn khoăn mà tôi tin rằng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đang không hiểu thế nào đúng không? Đây, để tôi miêu tả cho anh. Vâng. Lúc tắm nhá. Dạ. Lúc tôi không mặc gì. Nóng xối vào người tôi. Thôi. Tôi hỏi là giáo sư vì sao dùng sức khỏe và việc tắm, tôi không có nhu cầu là nghe giáo sư tả giáo sư tắm thế nào. Xin lỗi quý vị là tuyệt đối không được tưởng tượng nhé. Vâng, xin mời giáo sư. Khi tắm là cái năng lượng sáng tạo của mình dồi dào lắm. Vâng. Và lúc đó thì mình mới tìm hiểu được ra, mình nghiên cứu ra rất nhiều vấn đề, tìm hiểu được ra rất nhiều thứ. Tức là giáo sư tắm chính là lúc giáo sư nghiên cứu. Đúng vậy. Ví dụ như hôm qua đi. Vâng. Giáo sư tắm, giáo sư đã nghiên cứu và tìm ra cái gì? Ghét. Ghét. Kia. Cũng ghét thôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ giáo sư rồi đấy. Anh nghi ngờ gì? Giáo sư bảo là tắm để nghiên cứu. Đúng. Thế nhưng mà việc nghiên cứu ra kết quả là tìm ra ghét. Thế thì có gì mà phải là nghiên cứu? Anh nhầm luôn. Anh nhìn vấn đề đang hết sức nông. Bởi vì sao? Thứ nhất, thế nào là ghét? Vâng. Ghét là tế bào chết. Vâng. Cộng với bụi bẩn hàng ngày chúng ta nó bám vào người. Dạ. Nó kết hợp lại thành ghét. Dạ. Nhưng ghét nó có tự nhiên bong ra đâu. Vâng. Chúng ta phải xối nước, chúng ta phải kỳ cọ, rồi chúng ta phải xoa xà phòng các đúng kiểu rồi, nó mới bong ghét ra chứ, đúng không? Đúng rồi. Đó chính là mối quan hệ biện chứng trong triết học có tên là nhân quả. À. Anh kỳ nó mới ra ghét chứ. Vâng, tôi anh không kỳ làm sao nó ra ghét được. Đúng, chính xác. Và thêm nữa là gì? Anh đừng coi cái việc tắm là cái việc đơn giản, gọi là chỉ để
sinh cá nhân và với rất nhiều nhà khoa học trên thế giới là tắm chính là cái nền tảng để giúp họ tìm ra những định luật nổi tiếng. Ví dụ như Archimedes và tắm, ông ấy đã phát hiện ra định luật Archimedes. Và xuất phát từ cái triết học này, triết lý này, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu và đã tìm được ra một triết lý mới và có tính đương đại hơn và gần gũi với cuộc sống của chúng ta hiện nay hơn. Và có một điều bất ngờ, đó là khi tôi công bố cái triết lý này, bản thân các đồng nghiệp của tôi vô cùng choáng váng và họ bảo rằng là đây thực sự là một quả bom nguyên tử. Và chính nhờ cái công trình này tôi được đặc cách phong ngay giáo sư, bỏ qua phó giáo sư. Vâng, tôi nghĩ là thưa quý vị và tất cả các bạn, cho đến giờ phút này thì rất nhiều quý vị, những người đang theo dõi chương trình đang thực sự mong muốn biết là cái phát minh mà mang tính nó gọi là quả bom nguyên tử trong giới nghiên cứu đương đại đấy, đúng, nó là cái gì ạ? Thưa anh, xuất phát từ triết lý đó là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Và tôi thông qua quá trình tự mình tắm, tự mình tìm hiểu, tự mình nghiên cứu, đã tìm ra một triết lý mới, đó là không ai tắm hai lần dưới một vòi hoa sen. anh cười thế là đúng. Không, tôi cười ngưỡng mộ. Tôi cười ngưỡng mộ. Vâng, thưa quý vị, đó chính là phát minh mang tính chấn động của giáo sư Cù Trọng Xoay, đó là không ai tắm hai lần dưới một vòi hoa sen. Không còn phải phân tích nữa. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều với những gì mà giáo sư đã thể hiện. Vâng, tôi ngưỡng mộ và cảm phục. Thưa quý vị và tất cả các bạn, đang có ở bên này tắm hai lần dưới một vòi. Hết từ bất ngờ nọ đến bất ngờ kia. Và thưa quý vị, giáo sư Cù Trọng Xoay, một người mà tôi càng ngày càng ngưỡng mộ. Bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho chương trình. Đương nhiên rồi, giáo sư sẽ là người trả lời. Tôi sẵn sàng. Bạn tên là Lê Thị Thu có hỏi. Dạ bạn Thu. Thưa giáo sư, em tên là Lê Thị Thu. Vâng, chúng ta đã biết. Em biết rằng khi sinh ra, mỗi người có một cái tên và đều có nguyên nhân để có được đó. Khi em hỏi bố em là vì sao em tên là Thu, thì bố em nói vì em sinh ra vào mùa thu nên bố em đặt em tên là Thu. Rồi. Và vậy em xin hỏi giáo sư là vì sao mùa thu lại tên là mùa thu? À, muốn tìm hiểu nguồn gốc cái tên của mình. Vâng. À, thế này bạn Lê Thị Thu ạ. À, mùa thu là một mùa phải nói là đẹp nhất trong năm. Và bất kể ở vùng đất nào thì ở những cái vùng mà có mùa thu ấy, tại vì là không phải là ở đâu có mùa thu, ví dụ như nước mình thì miền Nam thì có hai mùa, tức là mùa nóng và mùa nóng hơn. Vâng. Còn lại thì miền Bắc thì có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Vâng. Thì mùa thu là mùa đẹp nhất. Vâng. À, không khí thì se se lạnh, không quá nóng cũng không quá lạnh. Rồi. Khiến tâm trạng con người ta nó cũng không phơi phới, nó cứ thiếu thiếu, nó cứ chơi vơi. Vâng. Khiến người ta cũng rất muốn yêu, luôn luôn nhớ về các mối tình cũ, luôn luôn muốn gắn bó với nhau, hay là những ai đang yêu mà chưa muốn ngỏ lời thì vào mùa thu nhiều khả năng họ cũng sẽ ngỏ lời. À, mùa thu còn xuất hiện ở trong rất nhiều các áng văn chương, rồi trong các bài hát, rất nhiều bài thơ, và ngay kể cả trong hội họa có một họa sĩ rất nổi tiếng cùng họ với bạn Lê Thị Thu. Đó là họa sĩ gì ạ? Ông Lê Vi Tan. Thì hóa ra ông Lê Vi Tan là có họ với bạn Lê Thị Thu. Thì đấy, cùng họ Lê mà. Vâng. Ông ấy cũng vẽ rất nhiều những bức tranh nổi tiếng như mùa thu vàng. Và xem vào đấy người ta nhìn thấy ngay đấy là mùa thu. Dạ. Và mùa thu nó còn xuất hiện ở trong thơ, ví dụ như từ ngày xưa thì thời ông Nguyễn Khuyến cũng làm một loạt các bài thơ, nào là thu điếu, thu ẩm, rồi như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Tử Linh thì cũng có, nào là thu quyến rũ. Tôi xin lỗi giáo sư. Dạ. Bạn ấy đang hỏi là vì sao mùa thu là mùa thu, chứ bạn ấy không hỏi là mùa thu có gây cảm hứng thế nào hay có tác dụng gì trong văn chương hay là hội họa. Tôi chỉ muốn nói để bạn ấy hiểu thêm rằng là bạn ấy đang có một cái tên rất đẹp. Vâng. Thế bây giờ vì sao mùa thu lại là mùa thu ạ? Trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Vâng. Một năm. Vâng. Chúng ta bắt đầu có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Vâng. Và bốn mùa này, bốn cái tên mùa này nó đều có lý do của nó. Tại sao lại tên như vậy? Tôi xin lỗi nhưng mà thôi được rồi. Vâng. Giáo sư bắt đầu truyền cảm hứng cho tôi. Đấy, mời anh. Bây giờ trước khi đến với mùa thu đi. Vâng. Thì tôi xin hỏi giáo sư là một năm bắt đầu từ mùa xuân. Đúng. Vậy thì vì sao mùa hạ nó lại tên là mùa hạ? Hơi xiên nhé. Không sao. Dạ. Tôi trả lời hết. Mùa hạ là vì cái mùa nó nóng quá. Dạ. Thì ngày xưa ấy, người ta
điều kiện người dân làm gì, đã có những cái điều kiện về điều hòa nhiệt độ hay là những cái thiết bị làm giảm nhiệt đâu. Đúng. Thì người ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là ngoài lúc tắm ra thì người ta còn cách nhất là cầu trời. Đúng rồi. Cầu trời làm sao cho trời mát hơn một chút. Đúng. Hạ nhiệt độ xuống. Vâng. Thế cứ ông chủ tế bên trên cứ hô là lấy cầu trời cho nhiệt độ hạ xuống. Vâng. Toàn bộ bà con ở dưới cũng quy lệ, cũng hô à, và từ đó có tên là mùa hạ. À, vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, mùa hạ có tên là mùa hạ xuất phát từ một cái nghi thức cầu hạ nhiệt. Vâng, và tất cả mọi người đều hô hạ, thế là mùa đó trở thành mùa hạ. Hay quá. Thế còn mùa tiếp theo, mùa đông ạ? À, mùa đông cũng xuất phát từ Việt Nam mình. Ô, mùa đông từ Việt Nam ạ? Ở nước ngoài nó chỉ gọi đến là mùa lạnh, mùa tuyết hoặc là mùa trắng gì thế thôi. Chứ còn ở Việt Nam mình nó mới có tên là mùa đông. Hay quá, tức là chứ mùa đông là bắt nguồn từ Việt Nam. Hoàn toàn chính xác. Xin mời giáo sư. À, tôi đang nghiên cứu khá là kỳ công cho việc này. Vâng. Và tìm hiểu được ra rằng là hóa ra là cái mùa đông, tên mùa đông này, nó lại xuất phát từ vấn đề ẩm thực. Wow. Thế nào? Ngày xưa đời sống của người dân cũng không phải là khá khập lắm. Vâng ạ. Thì cái miếng ngon bao giờ cũng được nhớ rất lâu. Chỉ có vào cái mùa đông, tức là ngày xưa gọi là mùa lạnh đi. Vâng, vâng, vâng. Thì mới có một cái món ăn rất ngon, đó là món thịt đông. À. Và người dân rất nhớ cái món thịt đông này, nên người ta gọi luôn cái mùa mà có cái món đấy là mùa thịt đông. Về lâu dài cái thứ thịt nó phôi pha đi. Vâng. Nó tiêu đi đâu đấy thì không biết. Thế là nó chỉ còn lại là mùa đông. Hay quá nhỉ. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Tức là mùa đông chính là cái mùa mà mọi người làm thịt đông. Đúng rồi. Thành ra gọi luôn nó trở thành mùa đông. Đúng rồi. Bỏ từ thịt đi. Đúng rồi. Từ thịt nó sôi thịt quá. Vâng. Nên là người ta bỏ đi. Vâng. Vâng. Mà đúng gọi mùa đông nghe nó hay hẳn. Hay hơn hẳn mà. À, xin mời giáo sư, thế còn mùa xuân ạ? À đấy, mùa xuân cũng bắt nguồn từ Việt Nam. Cái chữ xuân cũng từ Việt Nam luôn. Cũng từ Việt Nam luôn. Việt Nam mình hay quá đi. Như nước ngoài thì nó tên gọi nhiều kiểu khác, nhưng Việt Nam mình ngày xưa thì người ta có thể gọi mùa đấy là mùa ẩm, mùa nồm, rồi hay là mùa ấm, hay là mùa hoa nở, và mùa nhiều sâu. Dạ. Thế về mãi về sau này thì người ta mới gọi là mùa xuân. Bởi vì là cứ vào cái mùa này thì có rất nhiều các lễ hội dân gian. Đúng. Và trong các lễ hội dân gian thì có rất nhiều chương trình vui chơi trúng thưởng và mang tính may rủi. Vâng. Và khi mà những cái người thắng cuộc thì người ta thường hay cảm thán mà nói rằng xuân quá. Hôm nay xuân quá. Thế từ đó mới có là một xuân. Vâng, vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, hóa ra rất đơn giản, mùa xuân bắt nguồn từ trong dân gian. Vâng. Và bởi vì tổ chức nhiều lễ hội cho nên là ai thắng thì bảo là xuân quá, và thế là gọi là mùa xuân xuân. Nó cũng là mong muốn mình xuân, đúng không ạ? Mình xuân, mình đỏ đấy, đấy, đúng không? Là mùa xuân đấy. Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bạn Thu thân mến, như vậy là qua cách giải thích của giáo sư. Giáo sư, mới hỏi là mùa thu vì sao lại là mùa thu? Đúng, đúng, đúng. Thế nào mình nói nhiều quá. Vâng. Lại ba cái mùa khác nói mùa thu. Dạ. Xin lỗi bạn Lê Thị Thu, cái mùa mà xuất xứ tên của bạn ấy tên là mùa thu. Đúng. Bởi vì là vào cái mùa này thì là có rất nhiều các cái mùa màng được thu hoạch, cây cối được thu hoạch, nên người ta gọi là mùa thu. Đơn giản, ví dụ như là có rất nhiều vụ lúa thì cũng thu vào mùa thu. Vâng ạ. Thế gọi là mùa thu hoạch, nhưng mà người ta chuyển sang gọi ngắn gọn là mùa thu. Đấy là lý do vì sao cái mùa này nó có nhiều đám cưới. Sao đang từ thu hoạch mà lại sang đám cưới ạ? Giờ tôi hỏi anh nhé. Vâng. Đi đám cưới thì anh phải làm gì? Thì tôi đến tôi ăn. Tất nhiên là anh ăn rồi, nhưng mà trước đó thì mình tôi hiểu rồi, tức là phải bỏ phong bì mừng cưới. Đấy là ngày nay thì người ta bỏ phong bì thôi. Vâng. Thực ra ngày xưa ở dưới quê thì làm gì có phong bì mà bỏ. Chính xác. Mỗi nhà đến thì thôi, thì cứ mỗi người làm theo một thúng thóc. Đúng. Đến có cái cót của cô dâu chú rể cũng dán chữ song hỷ. Vâng. Mừng đôi trẻ hạnh phúc. Vâng. Thế là các bác đến là cứ đem một thóc này, thóc vào. Gạo này, đấy. Chuối xanh này, đấy. Rượu này. Vậy khi nào thì mới có thóc, có gạo và chuối với hoa quả? Khi mà chúng ta thu hoạch. Thì đó, phải vào mùa thu mới có cái để đem mừng chứ. Chứ vào mùa khác cưới cũng mà chết đói à. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Vâng. Bạn Thu thân mến, như vậy là qua cách giải thích của giáo sư Cổ Trọng Thanh, chúng ta đã thấy rất rõ là mùa thu, bởi vì mùa đó chính là mùa thu hoạch. Và cũng chính vì đó là mùa thu hoạch cho nên người ta hay tổ chức đám cưới vào mùa này, để một bên thu còn một bên cứ việc hoạch. Thưa giáo sư, bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vâng. Một bạn ở địa chỉ là em mất phanh a@gmail.com. Ừ, dạ. Thế nguy hiểm quá nhỉ? Dạ không, tên của bạn thế. Vâng. Thưa giáo sư, tại sao đèn giao thông lại có ba màu xanh, đỏ, vàng?
ngay từ cái tên địa chỉ email đã biết rằng bạn này là một bạn rất quan tâm đến vấn đề giao thông. Vâng. Và bạn cũng hỏi ngay về vấn đề đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Vâng. Chứng tỏ là bạn cũng giao thông rất nhiều. Vâng. Tại vì nếu ngồi nhà thì anh làm sao biết được là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Chính xác, chính xác. Cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng trong giao thông thì nó bắt đầu từ rất xa xưa. Nếu tôi nhớ không nhầm là vào ngày 10 tháng 12 năm 1868. Dạ. Thì ở những con đường trước cái tòa nhà quốc hội của anh. Vâng. Nó rất hay xảy ra tai nạn, gồm có các cái xe ngựa nó chạy đôi khi nó cán vào người, khiến cho những cái giao lộ đấy là thường xuyên không người chết như tai nạn. Nên người ta mới nghĩ ra một cách, đó là người ta dùng hai màu đèn là xanh và đỏ để làm tín hiệu cho lúc nào là đèn xanh thì được quyền đi qua, còn lúc nào đèn đỏ thì dừng lại để cho luồng còn lại được đi qua. Thì bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 đấy người ta bắt đầu quyết định. Dạ. Tôi xin lỗi giáo sư, nhưng mà bạn xe mất phanh này. Bạn đang hỏi là vì sao lại dùng đèn giao thông với những màu đấy, chứ bạn không hỏi là nguồn gốc của cái việc đấy. Tại sao lại là màu xanh và màu đỏ? Đúng không? Mà không phải là hai màu khác. Đúng. Thì như này anh ạ, là vì xuất phát lấy cảm hứng từ cái cách mặc trang phục của phụ nữ ở cái vùng York ở nước Anh. À. Thì người phụ nữ ở đây, những ai mà có chồng rồi thì sẽ mặc trang phục có màu đỏ. À, vâng vâng. Còn nếu mà chưa có chồng, vẫn còn đang gọi là hoàn toàn phơi phới vâng, thì là mặc màu xanh. Vâng. Thế nên là gì? Màu đỏ dừng lại, màu xanh hãy tiến tới. Vâng. Đấy, màu đỏ dừng lại. Vâng. Màu xanh hãy tiến tới. Vâng. Vâng, rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta thấy là người châu Âu, đặc biệt là người Anh, người ta văn minh thật. Người ta phát minh ra tìm cách quy định đèn xanh đèn đỏ đấy làm giảm thiểu tai nạn giao thông, rồi thì phân đường giao thông đi nó rất là hài hòa hợp lý. Vâng. À, nhưng mà đấy là với điều kiện là nó phải được căn cứ trên thực trạng cái mật độ giao thông. Vâng. Của từng thời điểm. Dạ. Của từng cái luồng đi. Dạ. Chứ nếu không ấy thì nó sẽ dẫn đến một cái việc bất cập. Vâng. Đó là có những cái luồng chỉ cần đâu đó khoảng dừng đèn đỏ khoảng 10-15 giây thôi. Vâng. là nên đi được rồi. Dạ. Nhưng mà vì người ta lại cứng nhắc, người ta để có khi là đến phút rưỡi. Vâng. Và chờ đợi lâu như thế, đèn đỏ lâu như vậy thì nói chung là mất công mất việc, chả làm ăn được gì. Bởi vì là bây giờ thời gian là vàng là bạc. Dừng lại lâu quá thì không làm ăn được. Tôi hiểu. Xin cảm ơn giáo sư. Anh hiểu gì? Tôi đã hiểu rồi. Thưa quý vị, đúng là bao giờ tôi cũng phải nói câu này. Vâng. Khi gặp giáo sư mà nghe giáo sư giải thích là tôi mở ra những cái chân trời. Đương nhiên. Trong thực tế là có nhiều anh đã có gia đình rồi. Có hôm tôi gặp mặt rất là thất thần. Tôi hỏi là sao đấy? Thì anh ấy nói là dạo này đèn đỏ chả làm ăn được gì. Cái vấn đề tôi vừa nói đấy. Không hợp lý. Dạ. Và nhân dịp này tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan chức năng bố trí đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, tức là đèn giao thông ấy, một cách hài hòa hợp lý để việc đi lại của người dân thêm hiệu quả. Chứ nếu đèn đỏ lâu quá thì... thưa giáo sư, là bây giờ giáo sư mới giải thích về đèn xanh, đèn đỏ. Vâng. Thì tôi có thể hiểu là có cả đèn vàng ở đấy. Đèn vàng là về sau này nó mới có. Tức vâng. là người ta đưa thêm một nhịp nữa vào chen vào giữa đèn xanh, đèn đỏ. Vâng. Để cho người tham gia giao thông người ta có thêm một cái bước chuyển. Vâng. Để nó không đột ngột. Vâng. Đi và dừng. Ngay lập tức thì nó hơi khó, nó có một cái đoạn đèn vàng để cảnh báo. À, thế nếu quay ngược lại cái quy định của phụ nữ ở vùng York của Anh ấy. Vâng. Thì đèn đỏ là những người đã có chồng. Đúng rồi. Đèn xanh là những người mình có thể chủ động đi. Đúng rồi. Thế còn đèn vàng là những người đang cãi nhau hoặc là sắp đi ly chồng. Hoặc là chuẩn bị cưới. À. Thì cô có thể đang từ đèn xanh, cô đã chuyển sang đèn vàng, tức là cô chuẩn bị cưới rồi. Vâng. Cô chừng nào cô đèn đỏ, tức là cô cưới. Vâng. Thì nó có thể có giai đoạn đèn vàng như vậy. Thế mà tôi thấy trong thực tế là cũng có nhiều anh là vượt đèn vàng. Đèn vàng thì thực ra vẫn đi được. Nói chung là cũng nếu mà... Nhưng mà nó hơi nguy hiểm. Vâng. Tại vì là chuẩn bị đỏ rồi. Mình để đi như vậy thì có thể là đôi khi còn tùy xem vị trí của mình đang ở đâu ở trong cái đoạn giao thông đấy. Dạ vâng, vâng. Nếu mình đã vào sâu ở trong cái đoạn đấy rồi thì mình cứ tiến tiếp. Vâng. Còn nếu không thì thôi dừng lại. Cho nó an toàn. Cho nó an toàn. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương trình Hỏi Xiên Đáp Sẹo. Đã xiên là phải sẹo, không muốn sẹo thì đừng xiên. Hãy nhiệt tình gửi câu hỏi để cho chúng tôi, hãy tham gia nhiệt tình, hãy đóng góp ý kiến cho chúng tôi. Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ không phí thời gian khi theo dõi chương trình Hỏi Xiên Đáp Sẹo. Tức là người dân nào cố tình đi sai luật cho đâm chết luôn. Hai, giải tán tất cả những thành phố hay ách tắc sát nhập
về trong thôn. Này, năm ngoái tôi tưởng là ông chỉ dám gọi là nắn đường một cách vô tội vạ, thế năm nay lại dám di chuyển cả thành phố một cách vô tội vạ như thế à? Chuyển thành phố về nông thôn đâu phải đơn giản, còn bao nhiêu vấn đề, đúng không? Gì nữa? Này, thế sao ông không đề xuất luôn cái chuyện gọi là chuyển giờ làm việc của cán bộ công nhân viên chức từ ban ngày chuyển về buổi tối? Cho đi làm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng ấy. Sáng tạo vớ vẩn. Này, không vớ vẩn đâu. Người ta đi làm ca mãi rồi sẽ quen thôi. Nhưng mà anh em giao thông của chúng tôi không thể đứng đường cả ngày lẫn đêm như thế được. Ừ, cái bây giờ tôi hỏi ông, cái đường mà nó không ách tắc thì các ông đứng đấy làm cái gì? Hả? Hỏi thế mà hỏi à? Không đứng đấy thì có mà chết đói à? Anh em người ta đội mưa đội nắng nhặt nhạnh từng đồng xu một, phấn đấu cả năm rồi mới được ra đứng đường, có sung sướng gì đâu. À, bẩm Ngọc Hoàng, chính vì vậy mà năm qua anh giao thông anh có đề xuất là tăng mức phạt người vi phạm giao thông lên 2-3 lần. Không những thế, anh ấy còn giao khoán sản phẩm cho anh em giao thông. Chính vì vậy mà anh em giao thông phạt nhiệt tình, chu đáo, tăng cường kinh lắm. Bẩm anh Hoàng, thần coi đấy là một sáng tạo mang tính đột phá. Năm tới thần một dự kiến, nếu mà cảm thấy thích nhất, tăng lên 4, gấp 5, gấp 9 lần tiền phạt. Thì phải cho đúng người, đúng tội thì mới có tính răn đe. Chứ còn phạt theo cái kiểu của ngươi, có khi nó lại là triệt hạ lái xe đấy. Ngươi phải cân nhắc. Việc quái thì phải cân nhắc anh Hoàng ơi. Vi phạm thì cứ phạt thôi, muốn không bị phạt thì đừng vi phạm nữa, thế thôi. Bây giờ tôi hỏi ông một câu nhé, bao nhiêu phần trăm số tiền mà thu từ những vụ vi phạm ấy được nộp vào ngân khố của thiên đình, và bao nhiêu phần trăm chưa được túi các ông? Ừ? Ông trả lời đi. Dạ, câu hỏi này khó. Khó không phải trả lời. Chung là do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Là như nào? Tức là nhớ, bẩm anh Hoàng, Trần không muốn nói đến vấn đề này, Trần muốn chi ai đồ, nhưng mà thôi Trần nói nhanh cho nó xong đi. Bẩm anh Hoàng, khi mà gặp người vi phạm, anh em giao thông của Trần đã cương quyết lập biên bản. Nhưng mà người vi phạm lại cương quyết rằng đấy không cho lập và xin tìm phương án khác. Phương án khác là phương án gì? Phương án 1, gọi điện cho người thân. Nhưng mà không gọi được điện, thế là đòi năng nặc chuyển sang phương án 2. Là phương án gì? Phương án 50-50. Nghĩa là thế nào? Gì? 50-50 tức là bên cùng có lợi. Ông nói rõ thế nào? Bẩm anh Hoàng, thế này ạ. Nói chung là khi mà đòi lập biên bản, người dân cứ rằng đi rằng lại, cuối cùng là giữa chỗ đông người làm mất cái hình ảnh đẹp của giao thông chúng em. Thế nên bọn em ngượng ngập quay đi. Thế là lừa lúc bọn em quay đi thì họ nhét tiền vào túi bọn em. Rồi theo một phản xạ tự nhiên bọn em dúi cả hết tờ xe làm kiểm tra. Tỉnh lại thì họ đã đi xa mất rồi. Báo giao thông. Dạ. Như thế là mãi lộ rồi còn gì. Anh nói to quá. Thực ra em cũng đã nói với anh em ở dưới rất nhiều. Không được 50-50 nữa. Nhưng anh em nhiều khi có một số ít cứ hay sử dụng cái biện pháp đấy. Tôi hỏi ông nhá. Năm vừa rồi nhá, ông làm cái gì mà để cho người dân người ta phản ánh lên rất nhiều nhá? Lối sống của ông ấy, nó có vấn đề về đồi trụy và xa đọa đấy, ông biết không? Ôi trời ơi, đầu ơi, sao anh lại gấp than bỏ tay người như thế? Này, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi không, nhưng mà không. Này này, năm qua ông đã cho in một loạt tờ rơi về biển báo giao thông rồi đưa cho các em, đúng không? À thôi, cái gì tôi có nghe cả ngươi. Cái gì có, thằng em nó mê truyện tranh thiếu nhi, nó vẽ thì đúng nhưng mà chú thích hơi cũng chưa phù hợp lắm. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, năm qua anh ấy cho in một loạt tờ rơi in biển báo giao thông để phát cho các em, để dạy các em. Nhưng mà anh ấy cho những cái lời chú thích ra đổi trụy lắm à. Cái đời lại biển báo mà anh ấy đề là anh đang đi trên đường, bỗng nhìn thấy em nằm ngửa, anh nhẹ nhàng tiến tới, em vội vàng dạng chân. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, không khéo cho người lớn thì anh ấy còn cho làm cả một bộ phim cấp 3. Rồi diễn viên vừa đóng phim vừa giơ cái biển vừa kêu a a a đường ngược chiều. Xong rồi oh yeah, oh oh, cấm gió à. Bẩm anh Hoàng,
thần nhận được công văn là lên đây thi táo idol. Thần vui vẻ hoan hỉ lên đây thi. Anh ơi, anh hoàng đế cho tao mới đầu hành hạ thần như thế. Cả năm đó mới vất vả lên đây cốt để cho mong nó vui vẻ. Bây giờ làm sao mà thần còn hướng để thi nữa đây. Tóm lại, thi cái gì? Thi luôn đi. Định thi thì thi nhiều lắm. Cả múa, cả vũ đạo, cả nhảy. Bây giờ chán rồi. Thế có thi nữa không? Thì có. Em có một ước ao, là giao thông. Em có một ước. Này, tại là muốn cái gì? Có một ước. Ta bảo thôi mà lấy. Thế là sao mà lại ra hát có mỗi một câu thế mà hát đi hát lại đi. Ông hát họ kiểu đấy à? Hả? Thích hát thế đấy. Làm gì thì làm. Dạ bậc. Này táo giao thông, tôi ước ao khát khao cái gì mà nhiều thế? Em chỉ còn biết ước ao khát khao như thế thôi. Hiện thực của em nó phũ phàng lắm anh ạ. Người cứ nói rõ ra, người ước ao khát khao điều gì? Em ước là, em khát khao là người dân đừng chửi em nữa. Ở dưới kia thì dân chửi, lên đây thì anh em châm chích ngoáy em. Sao cuộc đời em lại khổ như thế này hả? Trời ơi. Thôi anh giao thông ơi, anh cũng phải thông cảm mỗi người một công một việc. Hôm nay chúng tôi là ban giám khảo mà quý anh lắm, tôi cũng nói thật nhá, phần thi của anh nhá chả ra gì đâu. Xin lỗi cuộc đời, cũng cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh, cả ngày đứng ngoài đường thổi còi đến tụt cả lưỡi vào, tối về mồm đau có ăn được cơm đâu. Hát mà nội dung như thế là cố gắng lắm rồi còn đòi hỏi gì chứ. Thôi được rồi, cứ cho là chúng tôi thông cảm với công việc của anh vất vả, gớm cả ngày đứng phơi mặt ngoài đường, gớm thổi còi mà đến nỗi mà lưỡi thụt cả vào trong còi ấy, nên năm nay lên là nói ngọng đấy. Nhưng mà ông hát thế nào thì ông cũng phải hát cho có nội dung chứ, có mỗi một câu hát đi hát lại như thế thì cứ đứng đấy mà khát khao với ước ao thì có giải quyết vấn đề gì. Này đầu ơi, giám khảo có giỏi thì nhảy xuống thi cùng thí sinh đi, ngồi một chỗ mà nói thì ai chẳng nói được. Này, kiểu này là thích là song ca cùng thần tượng đấy. Chơi luôn. Mà dạ. Nhớ nhá, hát gì thì hát nội dung phải dính đến giao thông ấy. Yên tâm. Được. Dạ, xin phép Ngọc Hoàng. Xin phép Ngọc Hoàng ạ. Âm nhạc. Nghe nhá. Loay hoay quanh năm hết thơ lại ngăn, có anh giao thông tăng cường kiếm ăn. Dù đường trần ngã tư đang đông mà chẳng tìm thấy anh giao thông, anh đâm ở đâu nơi gốc cây hay ngồi qua. Ông nhìn thấy anh mấy ông tăng ca tranh thủ phóng nhanh, chiều muộn rồi chắc con đang mong bỏ từ từ chắc đi không xong, hơi cứ vọt nhanh màu lách khỏi đám đông. Thì bỗng từ một gốc cây anh lao ra, anh đứng giữa đường liều mình nhà các mũi ô tô tiếp đến, anh nói nhẹ nhàng tiền đâu hát đầu kia là người lái xe cứ yên tâm, biết ý thì mau mau rút ít tiền, xe sẽ chạy luôn không có chút tiền, lại đạp ga lao nhanh nhanh nụ cười tươi trong trang. Em chào các ai. Nội dung hay là biết rồi, vỗ tay. Phản đối cái gì? Năm ngoái, năm kia tổ chức chương trình Hoa Táo có hát về ngành giao thông, chúng tôi nói rằng là bài money money.
chả hiểu mớ này là cái gì nhưng mà biết là nó xấu. Năm nay thì lại hát góc nhìn của người lái xe thì hiểu luôn. Đầu tiên là tiền đâu, thế là không được. Sao lại không được? Phản đối. Có nội dung và liên quan đến giao thông còn gì. Tôi nói cho anh biết nhé, bẩm anh Hoàng, em hát thì họ chê là hát dở, nhưng mà họ hát thì họ cài cắm câu chữ dựng chuyện nói xấu em. Này này này, dựng chuyện? Dựng chuyện chỗ nào? Nào ông chỉ chỗ dựng chuyện đó cho nào. Tôi nói cho đầu biết nhá, tôi là người làm ăn nghiêm chỉnh nhá, không bao giờ tôi có cái chuyện mà ngồi ở quán nước hay nắp gốc cây như lời đổ nói nhá. Ông có dám khẳng định không? Tôi khẳng định đấy. Ông có dám thề không? Tôi thề đấy. Có chắc chắn như vậy chắc không? Bẩm anh Hoàng, em chắc chắn, em thề đâu. Không bao giờ có cái chuyện mà em nấp ở gốc cây hay ngồi ở quán nước vì là em đứng sau cột điện. Thế ông trả lời thế nào về chuyện năm qua có rất nhiều người dân phải đu dây để vượt qua thác dữ hả? Ông giải thích thế nào? Giải thích cái gì? Dạ, năm qua mọi người vô cùng đau lòng khi nhìn thấy những cảnh mà bố ôm con, mẹ ôm con rồi đu dây đưa con đi học ạ. Bẩm anh Hoàng, này Tào ơi, vấn đề là góc nhìn thôi nhá. Vấn đề là góc nhìn, anh có thể biết được là ngành giao thông chúng em ngoài đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy còn có một ngành hiện nay anh em rất đang tâm đắc, đấy là ngành giao thông đường dây. Này, ông không nghĩ đến cái cảnh mà nhỡ người ta đứt dây thì sao hả? Trời ơi, cái thằng mặt thông minh thế mà hỏi một câu quá ngu. Đang đu mà đứt dây thì đương nhiên là người đu dây sẽ rơi xuống sông, làm sao nó mà phải hỏi. Rơi xuống sông thì thế nào hả? Trời, xuất hiện ra một thằng ngu cứ cố làm ra vẻ là người nguy hiểm. Đứt dây rơi xuống sông thì đương nhiên họ tiếp tục tham gia giao thông đường thủy. Này, cái bây giờ đấy là mùa lũ, sông nó có nước thì không sao. Bây giờ mùa cạn, lòng sông trơ ra toàn đá với sỏi thì tham gia giao thông kiểu gì hả? Lại thêm một thằng rất nguy hiểm mà lại còn đại ngu. Dòng sông đó cạn thì đi cụ nó chứ dòng sông đu dây làm gì nữa mà chết mất. Được, này tôi nhịn ông nhiều lắm rồi nhá. Từ đầu đến tôi nhịn ông nhiều lắm rồi nhá. Ông ăn nói thế mà ông nghe được à? Hả? Tôi hỏi ông nhá, bây giờ ông chỉ cần bớt đi vài cái đào đường vô nghĩa, bớt đi vài cái hầm đường bộ bị bỏ hoang, rồi bớt đi vài con lươn con trạch vừa mới xây xong lại bị phá bỏ của ông đi. Ông có biết là bớt đi những việc đó xây cho dân được bao nhiêu cái cầu không? Ông có biết không? Ông muốn xây mấy cầu? Ông cần xây bao nhiêu tôi xây luôn. Thôi không cần xây. Không cần, không cần. Dân người ta cần. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ năm qua thay vì lo lắng cho người dân đi lại trên đường cho nó tốt thì anh lại cố gắng tìm cách phát minh ra cái hố tử thần đấy ạ. À đúng rồi. Hố tử thần là cái gì? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng cứ thử tưởng tượng là như thế này ạ. Dạ có một con đường vừa mới làm xong, và trông thì rất đẹp. Ngọc Hoàng đang tham gia giao thông trên con đường đó, đang đi rất êm ái. Tự dưng Ngọc Hoàng nhìn thấy ví dụ như là một nhành hoa vương bên đường chẳng hạn. Ngọc Hoàng chỉ cần đánh tay lái một cái. Dâng! Đầu Ngọc Hoàng chúi xuống, ít Ngọc Hoàng chổng lên. Dạ, bởi Ngọc Hoàng đấy chính là biểu tượng của giao thông năm vừa rồi nhé. Yeah. Đúng không? Bẩm anh Hoàng, nói về cái chuyện hố tử thần này, thì thần xin giải thích thế này. Ngoài một số hố tử thần là do anh em giao thông của thần gây nên, nhưng mà thần trộm nghĩ có thể cho một phần cơ địa của đất. Mà sao? Anh Hoàng ơi, anh Tào anh đầu nói, bỗng dưng muốn khóc. Sao ai cũng có thể chửi thần một cách dễ dàng như thế được? Dưới đất hạ giới thì dân chửi, anh em đồng nghiệp kêu, lên thì Tào đầu, anh Hoàng khinh bỉ. Sao ai cũng nhẹ thần ra lập hội đồng như thế à? Trời ơi là trời. Anh giao thông. Anh giao thông. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chắc là căng thẳng quá dẫn đến trầm uất rồi đấy ạ. Này, dạ, bây giờ dưới hạ dưới nhiều người mắc bệnh tự kỷ lắm. Ông ra. Hiểu ok. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nói thế thì không nhận thức ra được đâu ạ. Theo giao thông, are you alright?
sâu lắm. Này, xem đi, rồi ký cho tôi một chữ. Cái gì thế này? Cái này, lấy ly gì? Chúng ta không thể, tôi không thể làm vợ anh được nữa. Này, à. Gà đấy à? Bố ra đây. Tưởng ra lại là bà. Tưởng bà đang ở tòa án đấy chứ. Còn cái đến là ngang ngạnh. Nó có cho ai đến đâu mà. Tôi đang nóng hết cả ruột cả gan lên đây. Lần này tòa án họ giải quyết ra sao đây? Tòa án thì tôi chịu. Thật là bất hạnh mà vợ chồng nó xẻ đàn tan nghe. Tiếp cho em. Còn việc bảo tàng nào nữa không anh? Còn nhiều chứ.
nhưng để làm sao? Thế nào, đi chơi với nhau em cảm thấy miễn cưỡng không? Tôi khó chịu một tí, nhưng lời này bổ ích và lý thú hơn. Thật lòng đấy chứ? Sợ gì anh mà không thật lòng, sao anh đa nghi chứ? Bệnh nghề nghiệp à? Không dám, anh ta xin lỗi. Về chưa anh? Bây giờ mình ra kia chơi đi. Xấu hổ với họ hàng nội ngoại này, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Bà, chuyện đã có gì đâu mà bà sụt sịt. Đi cho tôi nhờ, bắt bây giờ không giúp được gì cho chúng nó đâu. Này, con ngài nhà mình nó đứng đơn ly dị, biết hôm nay nó có phải đứng trước vành móng ngựa không nhỉ? Làm sao mà tôi biết được cái chuyện móng ngựa với móng trâu? Tôi đã ly hôn lần nào đâu. Tôi xin lỗi ông, tôi hỏi ngớ ngẩn quá. Thôi, về việc này, tôi mong rằng suốt đời cứ ngớ ngẩn như bà. Bố mẹ ạ, ông Nga. Sao rồi à con? Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Tòa gọi lần thứ hai rồi phải không con? Vâng, nhưng vẫn là điệp khúc hòa giải, hòa giải. Mà hòa giải được chứ cần gì đến họ cho mệt chứ. Thôi, uống nước cho hàng hỏi đi con. Bố, một việc hệ trọng như thế này, con phải bình tâm cân nhắc, kẻo sau này hối mà không kịp. Bà cũng muốn hòa giải là có lý của họ chứ, chẳng qua là họ muốn tránh cho dân gặp phải những điều đáng tiếc. Con nói đúng đấy, đừng già néo mà lại đứt dây con ạ. Mà thằng Khả nó có tệ bạc gì với con đâu. Rồi ạ, sau bao nhiêu năm nay bố mẹ cứ bênh con rể chằm chặt thế. Con hãy xem lại mình đi, con xử sự như vậy là không công bằng. Mẹ bây giờ nhìn kỹ con xem, từ một thiếu nữ vô tư trở thành một thiếu phụ ốm o ăn bám. Rể của bố mẹ đã dập tắt hoài bão của con, không cho con bằng chị bằng em, biến con thành một nô lệ. Làm gì có chuyện đó, thằng Khả không thể như thế. Mẹ thấy con khỏe mạnh và xinh đẹp hơn trước nhiều. Ê, tại cái gương nhà con nó sai hình. Không thể đổ lỗi do soi gương được, làm gì có chuyện đó. Con biết ngay mà, lại bênh con rể chằm chặp. Ta tính nết ngày càng ngang bướng, thay đổi công việc sành sạch. Mẹ có biết anh ta đang học tiếp nghề gì không? Nó lại học thêm một nghề khác à? Một kỹ nhân đã từng nói, điều quan trọng nhất của đời người là phải luôn luôn tự hoàn thiện mình. Nó học thêm nghề thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhưng cái nghề này á, thì dù có chết, con cũng không thể chấp nhận được. Cái gì thì nghề, nhưng cứ lương thiện là được con ạ. Tô, à, ông Hạ đấy à? Mẹ con cháu Nga vẫn đang ở đây. Không, lại cho tôi nghe xem nào. Gì có chuyện ấy? Thì nghe mắt thấy à? Trời bố ơi. Thưa bố, ông làm sao thế? Sao thế hả bố? Bố uống nước đi. Có chuyện gì thế ạ? Tội nghiệp cho con nhà ơi. Dạ. Thằng Khả. Gì đấy nhở bà ơi? Có nhận cái gì không? Nhìn cái nào được sáng à? Sát cửa cổng kín như bông. Tôi chưa từng thấy nhà ai giấu đám tang như nhà này đâu nhá. Bác Hạ ơi, ai chết hả bác? Khả cho còn ai nữa? Nhanh thế, hôm qua anh ấy mới vừa sửa xe cho cháu ở ngoài hàng cơ mà. Vậy đó, chỉ cách nhau hơi thở, Diêm Vương đã gạch đít rồi. Không thể tin nổi. Biết nó có vẻ ăn cơm không đây? Với bà cùng trong ngành với nó, rất sinh hoạt với gia đình, đâu có được tính đến. Lại là cái anh trinh sát hình sự. Tôi biết rồi, nhưng hôm nay nó đi chơi với cả bạn gái nó. Thời nhà mình nó có người yêu rồi hả bà? Vâng. Cái nào thế?
chả quan tâm gì đến nó cả. Suốt ngày phải báo với Ký là những chuyện trên mây. Ngân em... Ê, ngủ ngon thế. Được rồi. Chúng ta chạy ra cho nó báo rồi đâu, mày còn ngủ say lắm. Ô, không nghe thấy gì à? Có. Cháu ngồi chướng quá. Gì? Hay là bố chướng mẹo? Bệnh của mẹ con từ mắt chạy trúng mồm mà. Mày hiểu thế được. Thôi, ngủ đi. Cô ra ngoài ngủ á? Này, bố ngủ với con. Chú Tờ, cô chú vạch cô ở dưới sân làm gì nhỉ? À, chắc là để đánh cầu lông, mà không nhìn thấy giống ngoài sân linh nhỉ? À, được gì? À, tinh thần thể thao ghê thật. Đi bố mẹ cháu đang chờ. Không không, đi với mợ. Ông bà Khoa với thằng Khởi đem dầu cau sang dặm hỏi nhà khác rồi. Đi với mợ nhanh lên. Ờ. À nhỉ. Chuyện gì mà mợ lại bảo là hỷ sự nhỉ? Lại còn lôi con Ngân đi đâu nữa? Bà sốt ruột làm gì? Cứ đợi một tí rồi sẽ biết. Bác thông cảm. Cụ béo nhà em là rất trách việc. Cái gì nó cũng biết tuốt. Ai mà nó còn bị quáng gà, chứ không. Nó nói cái gì, hai bác cứ trừ 98,7% cho em. Mà hơn nữa cũng được. Cậu nói thế nào, làm gì đến mức ấy? Mực thì đen, gần đèn thì dạ. Mà nghe nói cậu dạy vợ cũng đến nơi đến chốn lắm cơ mà. Vâng ạ. May mà gặp phải em, cũng là cao tay đấy. Chứ mấy anh chồng u ớ khác ấy. Nhà em nó còn... Nhà em nó làm sao? Nó lấy cậu làm ghế chứ gì? Ông, đừng có nói xấu vợ mình với người khác cậu nhá. Chị muốn nói em để cho vợ em nó đè đầu cái cổ chứ gì? Chị nói thế là không được. Em hả lưỡi. Thôi, thôi nào, tôi xin. Người nhịn nhau đi một tí. Chị em gì mà gặp nhau lại sinh chuyện như thế này. Rồi, nhà em có đến đây, anh cho nó một trận. Anh chỉ biết, đứa nào đè đầu cái gỗ đấy à? Thôi, tôi xin cậu. Bây giờ mà cậu mới dạy vợ, đã muộn rồi. Muộn, muộn chứ không thôi, thôi, thôi. Cho ông nghe điện. Dạ vâng. Vâng. Thì trẻ bây giờ chú nói thế đấy à? Vâng, vâng, vâng. Nữa, gái một con mà ông, hay làm mình làm mẩy lắm à? Vâng, đánh à? Tận mắt nhìn thấy ạ? Vâng, vâng. Vâng, vâng, vậy thì tôi... Vâng, ui, quý hóa quá, quý hóa quá. Mong bác để mắt giúp tôi nhớ. Vâng, cháu trong nhà cả ấy mà. Dạ vâng, vâng, vâng. Gì thì cũng phải cảm ơn ông bà cái đá chứ. Thôi nhớ, chào ông. May quá, êm rồi, không phải bàn bạc gì nữa. Tôi nghe hình như chúng nó đánh nhau hả ông? Êm, êm là êm thế nào? Ôi, để lúc đưa ai uống, tôi đang sốt cả ruột cả gan lên đây. Alo. Chị em cứ bình tĩnh, để nghe tôi nói đây này. Bình tĩnh là thế nào? Chúng nó đánh nhau, ông lại bảo là quý hóa quá.
Nhưng để chúng nó đánh chết con gái mình à? Đấy ạ. Thế mới biết tác hại của nghe gà quá quốc. Đánh là đánh cầu lông. Ông Hạ vừa mới báo cho tôi đây này. Thế nó hòa với nhau rồi hả ông? Không làm lành với nhau thì nó chơi cầu lông với nhau làm gì? Ông anh ấy, bà đây lẩm cẩm. Cậu thân, rót cho tôi một chén rượu. Anh em mình cùng cạn chén với nhau. Ờ đúng. Không uống rượu mừng dịp này thì còn dịp nào nữa à? Lên đưa mấy con mực nhé. Ờ, nghe lên bà. Thầy bác, mời cậu. Em bao nhiêu tiền hả chị? Của em hết 50.000. Dạ vâng ạ. Đây, em gửi chị. Chị cảm ơn. Chào, chào, chào cô em. Em chào anh. Con. À, hôm nay anh có tin nóng bỏng 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 báo cho em đây. Bỏng 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 cái gì? Anh mua gì? Không, anh không mua mà anh bán. Bán á? À, bán cái gì? Cái thứ mà em nhờ anh ấy. Nhờ anh? Ừ. Nhờ anh cái gì mà sao em không nhớ nhỉ? Trời ạ, sao mà chóng quên thế? Việc mà em vẫn nói với anh ấy. Giờ rảnh rồi, đúng thời cơ rồi, có rồi. nhớ ra chưa? Nhớ rồi. À, có thật không đấy? Có, anh mới nói đấy nhá, không được trêu em đâu. Anh thề. Thì được, có cần hỗ trợ gì thêm không? À, tất nhiên. Không vấn đề, anh cần cái gì em cũng lo được. Rượu ngon và thuốc lào Vĩnh Bảo. Hả? Đơn giản thế thôi á? Thế thôi. đúng mặt hàng của em mà. Ok. Tôi lấy một túi này. Nhìn chị à? Vâng. Có, em gửi chị. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Này, cứ thế nhá. Hôm nào anh sẽ đưa đến. Này, ngọt như đường kính mà em vừa bán đấy. Anh này. Thế nhá. Đừng buồn cho chị Ngân ơi. Đã là mẹ rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu, phải không nào? Chạy như thế mà chị còn cười được à? Lẽ em bảo chị phải khóc à? Chị nhìn lại xem. Cửa thì rào từ trong ra đến ngoài. Bình thường thì sơ sát, bếp núc thì nguội lạnh. Thế này mà gọi là tổ ấm à? Lỗi là tại chị. Sửa giọng bà cụ ra rồi, chị nhắc lại một lần nữa, hạnh phúc của chị, mặt chị quyết định. Em cân nhắc cho cẩn thận, em thấy chả có lý do gì để ra nông nỗi thế này. Chị không muốn cái mà anh ta gọi là nghề làm vợ. Muốn bị o ép, chị không muốn. Thôi chị ạ, những điều ấy chị cho là lý do. Em còn thiếu vốn sống lắm. Những lý do mà không cần lý do. Đúng là thế đấy. Phải em nhé. Em có biết vì sao mà khởi mang cây trầu đến nhà người khác không? Chị... Sao chị... ác với em chứ? Anh... Chị xin lỗi. Chị nhớ mồm. Ngồi sang bên này. Ôi thiếu tướng với cậu ấy. Lắm chuyện. Cấm. Cứ có chén rượu vào là nhức hết cả đầu vì cậu mợ. Ta thường uống rượu thì những chuyện buồn, chuyện vui. À. Thế mà khối người chả buồn vui gì mà cứ nốc rượu thì đấy bác ạ. À. Dễ thường, thế cũng có chuyện vui buồn, người ta phải đến tìm với bà nhé. Ủa cứ lên, thôi. Này uống vì chuyện buồn của cháu Ngân. À, 100%. Chén này để mừng cho vợ chồng cháu Nga, để như đã hòa. Anh đã mừng hụt rồi. Huề là huề thế nào? Hôm nọ em ở bên ấy, chúng nó còn chia nhau từng cái tăm một cơ, căng lắm.
Tôi cũng cảm thấy chuyện này chưa ổn đâu hai ông ạ. Bỏ chén rượu xuống, không lại tái tầm. Ôi, mà chúng nó lại đánh tổ lông với nhau à? Nọ khác, nay khác. Chỉ cần hôm qua thôi, đã là lịch sử của ngày hôm nay rồi, bà béo ạ. Khoan đã, tôi suy ra rồi. Đúng là có ai đó tưởng tượng ra cái cảnh chúng đánh cầu lông với nhau là vì cái vạch voi ở giữa sân với bác ạ. À. Này, à để yên cho anh em tôi nhâm nhi chén rượu nhé. Vạch voi vạch phấn đi, hả? Bà nói vuông góc, nhiễu sự lắm. Nào, khoan đã. Voi là cái Nga nó ngăn sân với bác ạ. À. Cầu lông với cầu lá cái gì? Không tin á, cứ sang mà xem. Em mà nói sai á, em đi đầu xuống đất. Chào cậu mợ, con chào bố mẹ. Chào con. Dạ không sao ạ. Ngân, cháu còn đi đâu nữa mà để cả nhà chờ mãi. Dạ con vừa mới nhà chị Nga về ạ. Này Ngân, con hòa rồi hả con? Cậu mợ và bố mẹ ngồi chơi, con vào với cháu Khánh. Cái này ta uống giải cầu thôi cậu ạ. Em phải về trước đi. Ê, xin phép bác. Em về. Gặp cậu. Ông mà trấn mưa trên phủ rồi ướt thì quét dọn dễ. Về trước có chút việc. Ông đi đâu đấy? Bác không biết. Sao lại không? Không phải là... Lấy lá khoai nước. Bỏ cái kiểu lăng băm đi. Bà, lần sau rồi tôi không có để yên trong đâu. Tầng 2 kéo ra ngoài được không? Có nó đấy thì dạ khó. Cơm đi này, mua thêm cho một hộp đấy. À, tháng này bếp nhà mình lạnh tanh, chả lửa khói gì cả. Này, có được một ly thân hay ly gì đi chăng nữa cũng phải no bụng đã chứ. Chân run tay thì làm sao mà ly được. Ôi, ăn đi em ơi. Bỏ ai người ấy ăn. Ôi, ra ăn đi. Có. Với tay ra, đây đưa cho. Nói nhiều quá, đã bảo không là không. Đàn ông cũng lải nhải. Kệ nhá, đây ăn vậy. Thầm quá, thịt ra nó bay vào là tại gió đấy, đây không cố ý đâu. À này, thế chiều nay ta thưởng cơm ăn chung đi. Chả mấy khi hai đứa ở nhà cùng một ngày. Nói gì thật, quên đi. Ăn đi em ơi. Thôi ăn đi kiểu nghe em. Cái nhà vườn đấy thì cho thôn mà chạy ấy, cái ăn được thì cho vào chạy. Hay ra làm chén nước cho vui đi. Có ấm trà ngon để dành như này. Đừng có nịnh đầm. Này, thằng này chỉ có nịnh vợ thôi nhá. Chứ đầm á, quên đi.
Bác vợ đâu nữa mà nịnh. Thế mà có thằng gọi bằng bố đấy. Nghĩ mình cũng tội nhiều. Một cái đã thành mồ côi vợ. Thế mới đau. Này, cô là Huy mà quá quất nhỉ? Anh vừa có chết phải không? Cô nói ra đi nhé. Nói cho cô biết, dù trong tôi có một biển vị tha, thì bây giờ cũng cạn sạch rồi. Xem bây giờ không có nhận được biết ai đồ điên nhá. Ai vào đây nữa? Sao? Còn định hình hung à? Tôi cũng đang muốn xem cái biển thị tha của anh nó cạn đến mức nào rồi. Anh ạ. Anh chán như anh mà cũng phải trêu rời à? Tử điên. Đẹp lắm mà ngắm. Thôi, đi. Cô đứng lại đã. Phải chính cô bảo tôi vừa điên vừa dở hơi không? Chính mồm anh vừa nhắc lại cho tôi nghe đấy. Được rồi. Cô đấy nhá. Dám. Tôi à? Mà là của tôi. Tôi vũ phu. Lại còn chối nữa à? Công tác người ta thì còn ai vào đây nữa? Thằng xóm sang đánh tôi chắc. Tôi không đánh cô, mà là tát cảnh cáo. Cũng không hẳn là của tôi, không phải của hàng xóm, mà là của bố vợ tôi. Anh câm đi. Tôi cấm anh không được nói đến bố tôi nhá. Không nói láo. Nếu cô không tin, gọi điện về nhà hỏi bố cô đi. Này, tôi cấm anh không được nói đến bố tôi rồi đấy. Ôi bố, bố, tình hình có vẻ xấu, không ổn bố ạ. Sao? Xấu là xấu thế nào? Con làm đúng theo lời bố dặn, thế mà bây giờ cô đang bù lu bù loa ở nhà. Anh có làm đúng như lời bố không? Tát như là tát yêu ấy mà. Vâng, có tát còn nhẹ hơn cả tát yêu. Nhưng mà bây giờ cô đang ăn vạ ầm ĩ lên. Thôi được rồi, không sao đâu, để bố tính. Để bố nghe. Ô, bố, Nga đây ạ. Thế nào rồi chị? Êm chưa? Chẳng êm tí nào, bố ạ. Tóc thì có. Có con đường nào nó bằng phẳng ngay từ đầu cả. Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp thì nó mới êm được chứ. Duy chỉ sửa chữa, nâng cấp. Nhưng mà... Sao? Bố, rồi anh ta tát con một cái. Và nói rằng cái tát ấy là của bố. Bố, có phải như thế không hả bố? Không sao đâu con à. Nó có thể nó là biểu hiện của một sự thiện chí. Và nó lại thức tỉnh một ý tưởng nào đó ở con nữa. À này, con thiếu tiền tiêu nhá. Thì con cứ nói với bố một câu nhá. Thế ra, bố đã bảo anh ta làm cái điều ấy. Trời ơi, trên đời này con không thể tin nổi lại có một ông bố vợ. Tôi còn rể tát con gái của mình. Không thể hiểu nổi. Rồi con sẽ hiểu, bố cũng chỉ muốn tốt cho các con thôi. Thôi nhá, cứ bình tâm mà đi nhá. Thôi thôi, cho bố gửi lời cảm ơn thằng Khả nhá. Rồi ạ, lại còn thế nữa, bố ơi là bố. Thôi con đi đây, bố nhá. À, đi đi. Bố, anh Khả về rồi ạ? Ừ, vừa về rồi, lúc nào cũng bận rộn, bận rộn. Này. Mấy lần tâm sự với mẹ, con thấy hình như bố chưa bao giờ phải dùng đến biện pháp bật đèn xanh cho anh Khả đúng không? Ừ, nhưng mỗi hoàn cảnh mỗi khác, con gái ạ. Bố hay thật đấy, nhưng mà làm thế nào để giữ được hôn nhân và tình yêu hả bố? Kinh nghiệm của bố thì với tình yêu, cả hai đều phải chân thực, thế là đủ. Thế còn hôn nhân ạ? Hôn nhân à? Thật ra thì đây cũng là một việc vô cùng gian nan và hấp dẫn. Là một ngôi nhà của thiên đường, nhưng cũng có những cánh cửa vô hình dẫn xuống địa ngục. Nó là... Bố cứ như là đang đọc sách chứ. Nhưng mà con muốn biết phương pháp của bố cơ. Phương pháp của bố à? Đơn giản lắm Ngân à. Người đàn ông, việc hôn nhân phải thể hiện cho bằng được hai chữ uy và lực. Cái mẹ mày, bố mới thể hiện chưa hết chữ uy
Bà đã thế rồi đấy. Vâng, con hiểu rồi. Đàn ông là phải có uy lực. Như bố vừa nói, bố chưa thể hiện hết uy lực thì mẹ đã làm sao hả bố? Thế mẹ còn nhỉ? Bố chỉ lừa mắt thôi. Mặt đã xanh tàu lá chuối. Ai dùng lực với bố thế hả Ngân? Bố ơi, tàu lá chuối của bố đấy bố ạ. À, bà, tôi chỉ đùa một tí cho vui thôi mà. À, đau. Chưa hai anh chị ăn cơm với nhau hả? Chị thèm vậy? Tất nhiên, có ai thèm ra bao giờ đâu. À, bố gửi cho chị cái này. Này, gì mà dày thế? Cứ mở ra mà xem. Cầm lấy, đưa cho bố. Và bố thì chị vẫn còn tiền. Chị thôi, em cứ để lại đây cho chị. Bố bảo bố muốn giúp chị cầm cự qua cuộc chiến hôn nhân. Đạn dược, chứ không phải là tiền. Em chỉ là người tiếp đạn cho chị thôi. Chị chả hiểu bố ra làm sao cả. Chị xui con rể tát con gái. Lúc thì lại tiếp đạn cho con gái, chống con rể. Rồi tinh rồi mủ này. Chị sẽ hiểu thôi. Bố của mình hay lắm. Hay cái gì? Vậy bố muốn chị thắng cái gì? Chị muốn chị thua trong đau khổ. Bố muốn cái gì? Đầy quá. Chị muốn hòa. Chả lẽ chị không muốn hòa bình? Bảo hòa bình là xu thế của thiên niên kỷ mới đi chị ạ. Để cuộc chiến không hòa. Chà, căng đến thế rồi đấy. Ồ, ai đấy? Nói to lên xem nào. Chị Nga, em khởi đấy ạ. Khởi nào ấy nhỉ? Là em anh Khả, người yêu của Ngân đây mà. Đến bây giờ vẫn nói chữ yêu mà không biết ngượng à? Anh em có khác, giống nhau thế. Trời ơi, em quá chị ơi, cả nhà hiểu lầm em rồi. Lầm mới lỡ gì nữa, chị đã giành giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn thị màu chắc. Dạ. Số này chị trình bày rõ đầu đuôi, mà Ngân có đấy không ạ? Không có, tôi đang đau đầu lắm. Muốn Thanh Minh trình bày gì thì tìm nó mà Thanh Minh. Chào. Muốn gì nữa đây? Bảo nó bị hiểu lầm, bị hàm oan. Đâu bây giờ thế đấy, nó dối như cuội. Bảo nó sắp đến đấy. Điện thoại của ông Hạ phải không? Không, của ông Khoa. Là chuyện ngăn nhà của con Nga nhà mình. Cũng không. Của thằng Khởi với cái Ngân. Chẳng trách được họ. Mà chỉ tội với con nhà mình thôi. Làm gì có chuyện đó. Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Rõ như ban ngày lại còn hiểu lầm. Ơ, chỉ rõ như ban ngày mới hiểu lầm chứ. Mà hiểu lầm thì có gì ghê gớm lắm đâu. Nào, bây giờ bà có muốn tôi nói sự thật không nào? Tôi nghe đây. Lúc nào ông cũng chỉ làm gì có chuyện đó. Đâu cả rồi. Khổ quá. Đó là thế này. Anh chào chị. Tìm ai đấy? Đến tìm chị mà. Vừa rồi em mới gọi điện cho chị xong. Dạ, vậy chị dắt xe con bên này. Ở nhà đi. Dạ, thôi, ngồi ngoài này cho thoáng cũng được chị ạ. Cũng được, ngồi đi. Thưa chị, em muốn... Muốn nói gì thì cũng phải để cái cơ trầu lên bàn đã.
Đừng lo, cái ghế chú đang ngồi nó chỉ lung lay thôi, có đổ gãy cũng là lỗi của chú. Dạ, em cũng không dám làm mất nhiều thời gian của chị. Em xin trình bày ngay, tất cả sự việc cũng là do cái này. Tôi biết, khó nói lắm phải không? Mà còn gì để nói nữa cơ chứ? Nó làm gì nên tội mà đổ lỗi cho nó? Là mang đến nhà người ta không đành, nên tìm cách trình bày để quay lộn trở lại. Nói cho mà biết nhé, đừng có nằm mơ. Hiểu, chị nói rất đúng nhưng... Nhưng nghĩ gì nữa? Chị cười thật. Đi hỏi vợ mà cứ như đi thi vào đại học ấy. Một lúc thi mấy trường, hỏng trường này thì được trường kia. Đúng vậy không? Vẫn là hiểu lầm chị ơi. Em thề với chị là em chưa hề mang cơ trầu để đến nhà ai cả. Em thề danh dự đấy. Chưa đến nhà ai? Thế sáng hôm nay ông bà mặc com lê áo dài cùng chú mang cơ trầu này đến nhà ai hả? Đến nhà ai hả? Chị đi thẳng về nhà ạ. Đi thẳng về nhà. Này, chú thì không sao, nhưng đừng để ông bà mang tiếng. Nga, là thế này ạ. Bố mẹ ơi, trời con đã. Chuyện gì thế? Khổ quá, chuyện của anh Khả còn đang rối tinh rối mù giải quyết chưa xong. Ý con muốn là bố mẹ sang bên đó để bàn với hai bác xem có cách gì giải quyết cho chị không. Chứ bây giờ mang chầu cau sang nhà người ta còn ra làm sao nữa. Mà mẹ cứ tưởng nói chẳng rõ ràng gì cả. Hôm nay bố mẹ mang chầu cau sang dạng ngõ để cho anh chị đi lại với nhau. Chầu cau thì thế nào? Thôi mang về thay quần áo rồi sang sau vậy hả? Thôi về thôi bố mẹ. Bà lúc nào cũng tưởng cứ nhớ. Đi về. Con về trước đi ạ. Cả sự việc nó là như thế. Em mong chị hiểu và thông cảm cho em. Đấy, làm gì có chuyện đó. Đã đúng chưa? Thì cũng vơi đi được một nửa của cái nhân coi như đã xong. Còn chuyện vợ chồng cái Nga, ông dùng mưu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi xem chừng cũng kém tác dụng đấy ông ạ. Làm gì có chuyện đó. À, đừng vội sớm kết luận. Rồi bà sẽ thấy vợ chồng chúng nó lại đâu vào đấy cho bà xem. Lại đâu vào đấy thì chẳng biết, nhưng toàn nghe cái thông tin tát nhau bồm bốp ấy, xem chừng sắp cháy thành than rồi đông ạ. Bà này chả hiểu cái gì cả. Nếu mà cháy thành than thì đã cháy từ lâu rồi. Là thời điểm này mới là thời điểm chúng nó bộc lộ hết cái hay cái dở. Tưởng 6-7 năm trời đã hiểu được nhau ư? Chưa đâu. Vậy thì tôi hỏi ông nhé, tôi với ông đã sống với nhau trên dưới 30 năm, vậy mà ông có phải dùng bộc lộ như chúng nó đâu, thế mà vẫn êm đẹp. Có đấy, thời bà là gái một con, cũng có bộc lộ đấy, cũng chỉ tại bà chóng quên thôi. Tôi, bà đã hiểu hết chưa? Đúng, với ông thì lúc nào cũng chỉ làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó, suốt 30 năm nay. Lúc nào ông cũng chỉ làm gì có chuyện đó. Này, tôi thật không ngờ, bà giỏi lắm. Với tôi, bà chỉ cần hiểu như thế là quá đủ rồi. Những gì em kể đều là sự thật. Ông chị hãy nói với Ngân giúp em. Cảm ơn chị. Chị đi đâu bây giờ? Em đi tìm Ngân. Ấy, thế... Để cái này ở đây làm gì? Khởi, để đây đã. Khởi ra xem nào. Kìa, ngăn nó bảo mở thì mở ra đi. Còn người đang bia thì mà đang muốn thử được tay. Bỏ lên.
lắm, tốt lắm, tốt lắm. Cậu không ngờ các cháu lại chơi hay thế. So với chuyên nghiệp 1910. Nhưng mà cánh mình hơn chuyên nghiệp ở cái chỗ là cậu nói thế nào? Làm sao mà mình hơn được chuyên nghiệp? Cậu động viên một chút thì đã sao? Thì đúng thật đấy. Mà nói thật nhé, ăn thua hay không thì hội mình sau này có chạy được nhiều thua hay không? Gà không bằng gà non, đúng không? Đúng, đúng rồi. Cứ có nhiều người từ trần thì mình sống rồi. Ừ. Phải theo cậu. Thế thì bạn nhạc, bộ bạn mình cũng có tương lai đấy nhở? Tương lai quá. Trời sắp mưa rồi, tập lại lần nữa cho nó nhuyễn nhá. Mà này, cậu này, cậu nói lắp nhưng mà trống không được rõ lắm. Lắp ra lắp bắp rồi, hay dứt khoát kèn, cứ dây điệu đồng mà thổi. Ừ. Nhị, tam, đúng nhịp phách, hòa vào cho nó nhuyễn. Rồi, chuẩn bị. Ai chị Nga, đi uống cà phê đi. Thôi, mất ngủ lắm. Em tưởng chị phải tỉnh táo chứ. Ngủ say quá, thì ông hàng xóm lẻn sang thì sao? Chị kêu ầm lên chứ sao? Cùng lắm thì gọi dân phòng. Này, trái bên được chị đâu? Thôi đi cô em ơi, đừng tò mò nữa. Không có chuyện đó đâu. Về đi. Rồi, chị ra trước đi để em thanh toán. Này, nếu gặp trường hợp như thế, chị nên bình tĩnh. Rồi sao nữa? Im lặng là vàng. Muộn rồi, ông vào đi ngủ đi. Có chuyện gì để đến mai hãy tính. Hôm nay không thể để đến sáng mai được. Bà cứ đi ngủ trước đi. Thần nó mới kể với ông chuyện gì có phải không? Có chuyện gì xấu cả, bà yên tâm. Thì việc gì ông phải suy nghĩ cơ chứ. Chuyện tình cảm có ép được đâu. Nhất là thời buổi này. Thời gian nào cũng vậy thôi bà ơi. Tôi là phải dựa vào tình, vào nghĩa. Là ép duyên thì không được. Đây chúng đã là vợ chồng, có sẵn tình nghĩa. Hơn nữa lại có thằng cu Khánh đấy thôi. Chỉ cần quan tâm khéo léo sắp đặt, chắn tình cảm của chúng nó lại đầm ấm hơn xưa đấy bà. Chắc ông đang có mưu mô gì đây đúng không? Này, đừng có mang những đứa con ra làm vật thí nghiệm cho thời cổ điển của ông đấy nhá. Bà nói gì? Ý tưởng điển bông ư? Làm gì có chuyện đó. Bà xem, tôi sẽ đi nước cờ thứ hai. Trời ơi, tôi xin ông, mới bước một mà đã tung hê tất cả ra giữa sân rồi đấy. Lại thêm một bước nữa thì không biết sẽ ra sao đây. Quá, biết rồi. Điều cao đàn bà không sao mà hiểu được. Thôi, bà đi ngủ đi. Nơi toàn là kèn súng đám ma thôi bác ạ. Chắc là họ vừa đi đám ở đâu về đấy ạ. Thật mà, từ khi họ đến, tạo cái không khí trong nhà này nó lạnh lẽo thế nào. Bốn đi. À, này này này, hôm nay để tớ thanh toán tất cả cái này. Thôi được. Này 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 này, mình nhớ không sai. Là lần trước mình được ông chủ quán mời đấy. Vâng, chính lần trước bản tiệm được mời ban nhạc xịn đấy à. Đúng. Tôi thừa này, nhận chuyện này hoàn toàn đúng sự thật. À. Chú Thẹo ơi, rất quân tử. Vừa nhắc đến tên là ông này xuất hiện ngay. Ông này mà ấy á, là chiêng lắm ấy. Dạ vâng. Thì ông cứ nói thẳng ra là chết. Ấy béo. Chắc là các ông ở đây càng mong người khác chết càng nhiều càng ít, đúng không? Chú Thẹo. Anh nói ra là rất nhiều ban nhạc rồi. Này này. Anh em đây giống chú cả thôi. Ừ. Nói thật nói ra chẳng qua nói thật. Đúng. Cứ lần nào chả chết. Đúng. Chú nóng tính quá. Không nóng sao được. Trong khi ban nhạc đưa đám của các ông lại khỏ thiên tôi, mời tôi mở hàng. Quả là ai vậy? Không. Bác chưa hiểu ban nhạc BB của tụi em. Bọn em là đa hệ lắm. Ừ.
Vì là nhạc cụ dân tộc. Nhưng bọn em không chỉ có nhạc hiếu mà còn có cả nhạc hỉ nữa. Bọn em mời bác một cái tiệc thôi. Thảo hả? Chú Thẹo này. Bọn nó nói đúng ấy. Ban nhạc mà chỉ trông vào việc người ta chết thì ban nhạc nghèo luôn. Hôm nào dỗ đầu ấy. Hôm nào mà sinh nhật anh ấy, bọn em sẽ phục vụ miễn phí. Vui vẻ chứ. Vui quá. Dạ. Cảm ơn ạ. Không dám ạ. Xin toàn thể ban nhạc tha cho. Sơn, đâu lang thang này? Chán cả buồn chết. Sao mặt mũi nhếch nhác thế? Vợ con em à, chán cả buồn chết. Vào đây uống nước đã, vào đây uống nước rồi nói chuyện. Vào đây, vào đây. Ai cho hai cốc trà đá, uống cho hạ hỏa. Thế nào, chuyện gì mà căng thế? Thì bác biết đấy, nhà em chật đúng bằng cái lều. Mà con vợ em nó với bao nhiêu thứ, nào là thùng, rồi là hòm, thiểm, về định làm thêm bác ạ. Thế thì tốt chứ sao? Tốt kỳ đỉa bác. Nó làm thêm thì ai cấm gì nó. Nhưng mà lúc em tập ý, thì nó lại bảo là thui. Cầm cá cần câu cơm của em ném ra ngoài sân thì bác bảo. Thế con làm sao không? Không sao. Được hai chú. Dạ vâng, xin bác. Uống nước đi. Dạ vâng. Cậu phải nhớ. Yêu nhịn là chín điều lành. Mình nhịn đây là nhịn vợ mình chứ có nhịn ai đâu. Đó. Gia đình vợ con có yên ổn thì cái tâm mới tĩnh, lúc tập mới được. Dạ. Chứ không chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Uống nước đi. Anh cũng nhịn nó nhiều lần, như nhịn cơm sống. Tốt. Mà anh biết không, nó chỉ biết cái bản thân nó. Tha cho bằng cái lỗ mũi. Mà nó tha đủ thứ vậy. Thật chán cả buồn chết. Cụ đã nói rồi, khéo ăn thì lo, khéo co thì ấm. Đó. Nếu xảy ra mâu thuẫn thì hai vợ chồng phải biết nhẹ nhàng góp ý nhau, tào ban nhau là mọi chuyện ổn thôi. Không được để mọi việc căng thẳng quá. Đó. Không có ấm thì ngoài những êm. Được chưa? Vâng, em nghe lời bác. Đúng là trong có ấm thì ngoài những êm. À, cái việc của bác êm rồi à? Cái gì? Cái gì êm? Cái việc ly thân của bác với bác gái ấy. Mày chán cả buồn chết. Chết thế nào được? À, anh ấy không hề quan tâm đến sở thích của vợ con. Suốt ngày chỉ mải mê công việc ở đâu đâu ấy. Định biến tôi thành nô lệ chắc. Này, cô nói thế mà nói được à? Thưa bà, mọi công việc đều đổ dồn đến đầu tôi. Đấy bà xem, sẽ trở thành kẻ gầy mòn ốm o như thế này đấy. Này, chức phụ nữ là việc đẻ ra nội trợ. Cô định làm bà tướng à? Tướng với quân cái gì? Suốt ngày sai người ta, sóng vào mặt đấy này. Không thể chịu được. Chị xem, suốt ngày anh ấy sai, pha cho anh ấm trà, giặt cho anh bộ quần áo, lấy cho anh cây kìm, mua cho anh gói thuốc lào. Nhiệt ạ, biến tôi thành kẻ ăn bám, dập tắt hoài bão của tôi. Đừng hãm không cho tôi bằng chị bằng em. Bộ con lại hầu bố. Lại hầu? Hầu ai? Việc nhà phải cùng nhau gánh vác chứ. Đấy chị xem, cô nói thế có nghe được không? Chứ lại không à, xin anh chị hãy trả lại bàn để làm việc. Xin bà hãy công tâm, cho chúng tôi một lời khuyên. Bà hãy xử cho chúng tôi được ly dị, càng sớm càng tốt ạ. Anh chị đang tìm cách chối bỏ hạnh phúc của chúng mình một cách vô cớ đấy. Thưa bà thẩm phán, tất cả là tại cô ấy. Cô ấy cứ khăng khăng, tại anh ấy, anh ngang lắm. Này, tôi nói cho cô biết nhé, là tòa án, chứ không phải nhà riêng của cô mà cô ngang với dọc nhé. Cô ngang lắm. Anh ngang. Đây là tòa án, đề nghị anh chị trật tự. Mời chị, anh chưa đến ạ. Dạ không ạ, tôi đến để nhận giấy báo. À, thế thì vâng, mời chị sang phòng bên này. Theo ý kiến của tòa chúng tôi, thì anh chị nên hòa giải. Thưa bà, hòa giải thì chúng tôi lại về với nhau ạ. Thank you.
chết được khoảng vài năm bảy tám. Bị thế này lâu chưa ạ? Dạ, chỉ một vài tháng nay thôi bác sĩ ạ. Bác bị viêm võng mạc sắc tố. Nghĩa là thế nào ạ? Trong tế bào thần kinh của mắt thì có tế bào gậy và tế bào nón. Tế bào gậy giúp nhìn rõ mọi vật vào ban ngày, còn tế bào nón giúp nhìn rõ mọi vật vào ban đêm. Như bác là bị tổn thương tế bào nón. Tôi chả biết nón mũ gậy gọc gì, nhưng mà cứ biết là cứ nhập nhọn gà lên chuồng là tôi chả nhìn cái gì ra cái gì cả bác sĩ ạ. Bệnh này còn gọi là bệnh quáng gà. Bây giờ tôi sẽ kê đơn cho bác để bác về mua thuốc điều trị. Nhưng mà tôi khuyên bác là không nên đi nhiều vào buổi tối để tránh những điều bất lợi có thể xảy ra. Ôi dồi ôi bác sĩ ơi, thế nhưng mà công việc của tôi thì lại rất cần đi vào ban đêm. Mà tôi phải đi vào ban đêm bác sĩ ạ. À. Bây giờ biết làm thế nào hả bác sĩ? Bác cứ về điều trị khi nào khỏi, rồi thì bác tha hồ mà đi đêm. Trong tôi thề giữ đoạn đời chỉ bố nê ông Sơn ơi ui vậy ai cho tao phát hiện tăng tốc tăng tốc cố lên tí nữa nghe nghe con hết hết ga rồi ui trời ơi cố lên tí nữa mày cắt đuôi không thể cắt đuôi được. Mày tìm em cái ngóc ngách đâu, tìm em ngóc ngách đâu, tạt luôn. Bố yên tâm, ngóc ngách là nghề của con rồi. Con đấy. Ông Sơn, đổ lại đã. Đổ lại tôi bảo. Ôi, lại còn ôm mèo nhau nữa. Rồi, chết với tôi. Không phim con sư tử quay lại chắc phải tụ tập đàn hát nhậu nhẹt trai gái đây. Rồi chết đi bà. Ở đây hả? Khả có nhà không Nga? Sao mợ lại hỏi cháu? Mợ ngồi xuống đây đã. Chắc mợ lại đi tìm cậu cháu chứ gì? Khổ. Cứ kệ cậu ấy đi. Cậu đi chán rồi lại về thôi mà. Tìm làm gì cho mệt hả mợ? Chào mợ ạ. Ôi trời ơi kìa mợ. Ôi. Mợ có sao không mợ? Bán với cả ghế. Cứ như cái ổ chơi trẻ con. Đấy. Sản phẩm của ông cháu rể mợ đấy. Tuyệt hảo chưa? Chỉ tại cái lão thần ấy. Bây giờ lại còn đi với gái nữa chứ. Thử hỏi làm sao mà tao chịu được. Mợ vừa nói cái gì? Thân đi với gái á? Cháu không tin. Chắc là mợ nhìn nhầm đấy. Nhầm thế nào được? Tao còn phóng xe đuổi theo nữa cơ mà. Mà con kia nó cũng không phải tay vừa. Ôi trời ơi. Tay lái của nó còn lụa hơn cả mợ nữa cơ chứ. Là cậu thân ôm eo nó ạ? Thì có biết đi xe máy đâu mà chả ôm. Hết rượu chè thì lại trai gái. Mà lộn cả ruột. Mà thôi, mở đi đi. À mà này. Dạ. Phải bắt quả tang cho hết chối cãi. À mà không chừng cùng hộ thằng Khả cũng nên đấy.
cháu cũng mong đấy. Mà mợ ơi, đàn ông có gái theo mới có giá trị chứ. Thôi đi, chỉ được cái, chờ đấy, rồi sẽ có lúc hối không kịp đâu cháu ạ. Thôi, mợ phải đi đây. Ơ kìa, mợ xây nước đã. Thôi, mợ đang vội. Thôi mợ đi nhá. Mợ về ạ, cháu chào mợ ạ. Tao sẽ phải bắt được quả tang. Mợ đi nhá. Vâng, mợ về ạ. Cậu nợ gì bà ấy mà bà ấy đuổi khiếp thế. Ôi giời, món nợ truyền kiếp mà. Xuống vào. Này, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua. Như bà cũng non, để ra mua cơm cho anh Khả. Ơi, bán cho em một suất cơm mang về. À, thằng sĩ vừa nói, cậu dùng mưu thoát điểm được mợ. Cháu xin bái phục. Nhưng này cậu ơi, nếu không thoát được mợ thì sao hả cậu? Chuyện vặt. Vợ mình mà mình không trốn được, có mặt mũi nào mà giờ sách tôn tử đập đấy nhỉ? Rót đi. Rót đi. Thì ra cậu có sách dạy trốn vợ của tôn tử. Cậu ơi, cậu cho cháu mượn đi. Vợ cháu nó tinh lắm, không qua mặt nó được đâu. Ông tướng đa này, ông tôn tử dạy binh pháp để đánh địch nhá, chứ không phải dạy để trốn vợ nhá. Đúng, đúng rồi đấy. Nhưng ý của cậu vẫn có thể hiểu rằng là cậu vẫn phải nhờ vào ông tôn tử, phải không cậu? Cũng có thể coi là như vậy. Vậy là đôi khi phải coi vợ mình là quân thù. Nhưng thưa cậu, cháu ở rể, vợ cháu nó đi làm nuôi cả nhà. Mà cháu thì chưa học binh pháp, nên cháu chưa phận định được lúc nào vợ cháu nó là quân mình, lúc nào nó là kẻ thù. Khó đoán lắm cậu ơi. Vậy thì cha ơi, suốt đời mày phải sống trong lòng địch rồi. Thế thì chán chả thời ghét địa lợi nhân hòa. Mày chẳng có cái gì sống. Chả có cái gì. Thế thì dù ông tôn tử có sống lại cũng không cứu được mày. Không cứu được tao. Thế thì cậu ơi, cậu cho mấy bài cơ bản đi. Đơn giản thôi. Còn khi thiên thời địa lợi nhân hòa không có, người quân tử lúc đó phải dùng đến cái này. Cậu ơi, chứ phải đánh vợ hả cậu? Tại sao ấy? Đôi lúc tao phải sử dụng đến cái này, tẩn cho mụ béo một trận như tử đấy. Kìa, chúng mày làm sao ấy? Mợ nói cho chúng mày nghe, phải tẩn chứ bà mới tỉnh ra được. Mợ đây. Mợ nào, mợ mày đang quán gà ở nhà ấy, mợ nào mà nắm tay chặt như thế hả? Bà tốt rồi, mắt bà hả? Mắt làm sao? Chả lẽ cứ tối tăm mãi hay sao? Đây khỏi rồi nhá, và tôi còn nhìn thấy nhiều điều bổ ích ngày hôm nay nhá. Bà nhìn được rồi hả? Một, hai, ba. Thế là bà hết quán gà rồi. Bà còn chê tôi là lang băm nữa không? Hoàn hô lá cây khoai nước, các chiến hữu rót rượu mừng đôi mắt của bà xã nhà tôi. Thôi đi. Đừng giờ trò lấp liếm. Con kia đâu? Này, con nào? Này, có chuyện gì thì khẽ khàng về nhà, vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Này, ông mà không đưa ra ấy, tôi cho ông biết thế nào là như tử nhá. Mợ ơi, thì mợ nhầm rồi đấy ạ. Chứ cậu cháu làm gì có tính ấy ạ. Nhầm là thế nào? Chính tao phóng xe máy mà đuổi còn không kịp cơ. Cậu mày còn ôm eo nó tình tứ lắm cơ. Đích mắt mợ nhìn thấy ạ. Chứ còn gì nữa. Con kia cầm tay lái, mặc áo vàng chấm trắng, tóc còn để đấy ngang vai đây này. Chán cả buồn chết. Áo vàng chấm trắng, tóc ngang vai, nó là con nói lắp đấy bà. Thế là mày à? Nhìn nhỉ.
Này, công nhận nhìn đằng sau mày hơi bị giống con gái đấy. Mợ thân nhầm là phải. Chú thật, tớ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. Mà này, hôm nay chẳng may cậu mà về sớm ý, cậu thân hơi bị mệt đấy. Già rồi mà còn nghe được gì nhỉ? Hú biết. Bà này, đi đâu mà bí mật thế? Cứ đi đi rồi khắc biết. Từ A đến Z thật. Trước hết cứ là A đã, còn đến Z được hay không lại tùy ở cậu. Sao bảo mày khao tao từ A đến Z? Thì cứ cho là khao đi. Phạm rồi nhá, đi vào lãnh thổ của hàng xóm. Đã thỏa thuận rồi cô bé tọc mạch ạ. Được tự do đi lại, chị ra vườn. Thỏa thuận tinh vi thế, thua bà chị rồi đấy. Đấy, thế nào cả? Cậu thấy đối tượng thế nào? Có ấn tượng, nhưng mà sao mày lại hỏi tao? Bởi vì đối tác đã ký 10 đầu ngón tay rồi. Cậu đừng có chủ quan, với lại chuyện này phải từ từ chứ. Tớ chịu cậu thật đấy, mấy tháng cô đơn rồi mà vẫn dửng dưng trước đàn bà. Thì biết làm thế nào, thế chẳng lẽ... thế bây giờ về cửa hàng hay là về nhà? Qua cửa hàng dù cần đâu nữa. Thế muốn à? Ta về nhà. Thế tí nữa thì quên. Cầm lấy. Ở đâu mà xịn thế? Đây lại còn phải hỏi. Ui giời, mình là cái thằng suốt ngày thay dầu chữa xe, chân tay dầu mỡ, dùng điện thoại di động người ta cười cho. Đời ra lỡ. Cậu này, đây là điện thoại di động, chứ có phải là súng lục đâu mà cậu phải sợ. Khối thằng không có công việc gì mà cứ ano suốt ngày ấy. Thế thì mày cầm lấy đi, coi như tao tặng mày. Ôi đấy. Trời. Ông mối cũng có một cái nữa đây rồi. Này, cầm lấy đi. Hẹn hò tiện lắm ấy. Thôi nhá, mọi việc để mai bàn tiếp. Ê, ông nóng thế. Ông chỉ nói xem cái nước cờ thứ hai của ông ra làm sao nè. Cái đầu, vẫn hơn một cái đầu chứ. Lâu lắm rồi, bà mới nói một câu, nghe được đấy. Nào, sau cái mưu lửa gần rơm rồi, còn cái gì nữa đây ông? Đưa thằng Khánh về với bố mẹ nó. Đưa thằng Khánh về bố. Tuyệt đúng đấy bố ạ. Nó sẽ là cầu nối giữa hai bờ mâu thuẫn. Bố mưu cao như Gia Cát Lượng ấy. Thế còn này. Này, để hiểu được cơ mưu còn giỏi hơn cả người bày mưu đấy nhá. Ai đây? Cẩn thận kẻo mất cái ba vết nhè để chót đấy nhá. Bơn nhá. Hoảng quá. Này, sao cũng xin lỗi cái tát buổi trưa nhá. Sao anh bảo cái tát đấy là của bố tôi? Thì đúng là của bố, nhưng lại là tay tôi. Thế mới phiền. Nghĩa là tại bố tôi và tay anh, chứ không phải lỗi tại anh chứ gì? Thì lỗi của tôi, thế mới phải xin lỗi. Sẽ phải trả giá vì nửa cái tát đấy. Cảm ơn cô về sự công bằng, nhưng tôi không muốn một nửa, tôi muốn cả. Mà một nửa cũng đủ tiêu rồi. Nửa cứ cả đi cho nó chắc, bố cũng muốn thế mà. Chị ý điện lại giở trò thế hả? Yên tâm đi, không có gì phải sợ cả. Tiếng điện thoại di động đấy. Xin lỗi 5 phút nhá. Alo. Ghê quá nhỉ, điện thoại di động cơ đấy. Cả đây. Nhận ra chứ. Bất ngờ lắm. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon. Từ mai
lại có một tay chơi xịn. Đi ba bét nhè, đầu đội mũ bảo hiểm, mang điện thoại di động. Thôi tắt đèn đi, quá giờ rồi. Chính cô vi phạm điều 8 rồi đấy nhá. Lại giở trò khiêu khích thế hả? Thực tình là không. Xin lỗi một phút nhá. Chí hả? Có, vừa gọi đến xong. Thôi nhá, hàng xóm đang cáu mà. À này 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 này, tắt nguồn đâu nhỉ? Nút đỏ à? Rồi rồi rồi. Ngon nhá. Ông làm gì mà hét toáng lên thế hả? Bão to, đổ cây, gãy xuống sườn. Không, 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 không. Ông ngủ mê rồi, đang ngủ ngon thế này, bão với tố cái gì? Ngủ đi, mai 5 giờ dậy tôi phải đi lấy hàng. Ui giời, bà ơi, bà cậu, hai cái khúc nhỏ loại đi cho tôi nhờ. Tiền trong sổ tiết kiệm vẫn nguyên. Tiền đâu mua điện thoại nhỉ? Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện. Sai, đã quá. Điếu nào sung sướng bằng điếu buổi sáng. Yêu ai như yêu thuốc lào. Alo, Sĩ hả? Ê, uống cà phê á? Tao quên uống cà phê bao giờ đâu. Say bỏ mẹ. Thôi được rồi. Nói gì? Tao ngại lắm. Mới quen người ta đánh giá. Đã đành là lịch sự. Ôi, ôi, ố. Thôi nhá. Được rồi, đến đón tao đi. Luôn đi nhá, tao đợi đấy. Hả ơi. À, Sia, quay đầu xe đi. Tao bắn điếu thuốc lào rồi ra ngay nhá. Thế có ăn gì không để đây mua luôn? Không, lò cái mồm mình đi.
chung chi là tai quá.